Chào cả nhà mình. Tối nay làm bộ giả váy nha cả nhà ơi. Giả váy màu thiêu lô mới em mới về. Giá vẫn không đổi ha, 185.000 một bộ giúp em cả nhà. Bộ này rất là đẹp, bộ này hôm nay em về toàn là màu đẹp cho các chị không à. Lô này hồi chưa nào chưa xem được thì tối nay các chị xem lại giúp giùm em ha. Tổng cộng là em có 10 màu. Tổng cộng là em có 10 màu, riêng cái màu đen á cả nhà. Tối nay em chỉ lên hàng dập ly với em Lê cái mẫu này thôi chị, em không có lên mẫu nào khác nữa hết ha. Rồi, bộ em đang mặc đó là 185.000, em sẽ có 10 màu cho các chị và trong đó màu đen em sẽ có hai kiểu thêu. Một cái là đen thêu tím và một cái là đen thêu cam. Cả nhà mình nhé. 185.000 một bộ. Bộ này là chất vải xô len giúp giùm em rất là đẹp nha các chị ơi. Rồi em đang mặc bộ này là đen thiêu tím cả nhà, rất là đẹp luôn. Chất vải xô len ha. Chị nhận được áo bà ba rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Nguyễn Thanh rất là nhiều. Rồi em đang mặc bộ này là đen thiêu tím nha cả nhà, đen thiêu tím 160 ổng lên 185.000 một bộ, rất là đẹp luôn. Rồi em lên tiếp màu cho các chị nha. Đợt này em về màu nào cũng đẹp hết á. Màu này chốt giúp giùm em là màu cà phê sữa. Em có size cho các chị từ 45-46kg ha, đến 75kg cả nhà mình mặc vừa. Em like luôn nha cả nhà. Màu cà phê sữa giúp em rất là đẹp luôn. Chốt em màu cà phê sữa. Màu này chốt giúp giùm em là màu đỏ đô. Facebook bữa giờ nó bóp tương tác ghê luôn đó mấy chị. Em chào. Em chào chị Vinh Hoa, bữa trưa và bây giờ đi chung đơn không em? Chị Vinh Hoa ơi, đơn của chị hồi trưa là gọi chưa? Chị có nhờ mấy bạn dồn đơn lại không? Nếu như mà có nhờ dồn đơn lại á, thì có nha chị ơi. Chị Tuyết Trinh ơi, em không có thích nhây với chị nữa đâu chị. Tới tới thời điểm này là dừng lại được rồi ha. Dừng lại được rồi. Em không có thích nhây với chị nữa. Đừng có lấy hết nick này nick kia vô rồi bắt đầu là làm cái này làm cái kia nữa chị. Bản thân của mình là người không có tốt. Lấy hình ảnh của người ta đi làm chuyện xấu ha. Hết cái nick này tới cái nick kia. Làm cái gì này nó có ít hơn đi chị. Đỏ đô size số 4 em chốt cho chị Tuệ Như. Thì con rút đi, còn gì bấm cái nào thì con rút ra.
bao nhiêu người bơm hàng em thật sự không có đăng lên. Nhưng mà chị là một cái người rất là quá đáng nha. Lập 3 cái nít một được, tháng 8 là đã bơm em 2 cái rồi. Đợt này tiếp tục lại như vậy và cho cố tình cho cái địa chỉ khác nữa để tiếp tục bơm hàng khác. Rồi xong rồi cuối cùng em đưa lên rồi còn nói vậy. Trời ơi mắc cười chị quá. Chị là chị đi theo thoải mái, em chấp chị luôn đó, em nói thật với chị đó. Chị luôn, chị phá em đi phá cả đời em cũng đi, cũng được nữa, không có sao hết. Đừng có hù em nha. Em làm không có cái gì sai nên em không có gì em phải sợ hết á. Bản thân của chị thấy mắc cỡ hả? Chị có đưa cái mặt không mà chị thấy chị mắc cỡ chị đưa người ta lên không mà. Đó, rồi bữa nào á, rồi cái đi bơm hàng á, rồi người ta đi kiện chị ha, đi là dùng hình ảnh của người ta để đi bill, để là làm mất danh dự của người ta. Muốn người ta không biết thì mình đừng có làm nha chị, còn mình làm rồi thì chịu. Đặt hàng xong gọi điện tới bắt máy vậy đó mấy chị, em bắt máy lên á, em hỏi phải tên đó không, cái là nói không phải, cái là để cái máy đó hoài vậy đó, để cái máy đó hoài cho mình tốn tiền chơi vậy đó. Chị thấy người mất dạy không? Chỗ chị bộ đỏ, cho chị bộ đỏ đô. Rồi bộ đỏ đô size số 3 em chốt cho chị Đào Yến. Chị Kim Hồng, Kim Hồng lên giúp em cân nặng và chiều cao. Cho em đặt màu hồng phấn và màu tím cẩm, màu tím. Ok chị Nguyễn Genda. Để gì đọc cho con lấy. Nè con bỏ bia bên này trước. Màu hồng phấn với màu tím cẩm size số 2. Màu hồng phấn size số 2 em hết rồi nha chị Nguyễn Genda Lenda nha. Màu hồng phấn size số 2 em hết rồi chị. Em chốt được cho chị, để em coi màu tím cẩm còn không. Bỏ nhanh lên đi con. Con nhanh cái tay lên để không có kịp. Ừ. Like cái lúc vô ấy rồi là làm nhanh lên. Màu đó là màu hồng guốc, màu tím cẩm là cái màu đậm hơn nè. Cái đó màu tím quế. Cái số 2 là cọc nè. Nè, tím cẩm nè. Con đang còn thiếu bộ gì? Của ai vậy? Con đọc hết cái bình luận chốt tới 3 bộ lần đó. Màu hồng em còn chị ơi. Chị Nguyễn Anh Đa, màu hồng em còn. Cái bộ này size 6 mà. Con nhìn kỹ cái size coi, cái size 2 con sắp ở đâu. Size số 2 em hết tím cẩm, em hết hồng phấn luôn rồi chị Nguyễn Lan Đa ơi. Tím quế. Đúng rồi, còn size 3 không? Chị Kim Hồng là mặt size số 2 nha chị, 1m55 54 kg là mặt size 2 giúp giùm em. Chốt giúp giùm em bộ này nha cả nhà ơi, màu này lên giúp giùm em là màu đỏ đô. Lên giúp em màu đỏ đô nha các chị, màu đỏ đô. Rồi em có màu tím huế cho các chị luôn ạ, à, màu tím huế. Nè, 6 này. Rồi size 3 là cọc nào? Vòng quanh đây luôn đúng không? Rồi, ok. Rồi chốt giúp em bộ này nha cả nhà ơi. Lên giúp giùm em bộ này là màu tím huế nè cả nhà, đẹp quá. Chốt giúp giùm em màu này là màu tím huế cái chị, màu tím huế. Tím huế size số 4 em chốt cho chị Tuệ Như.
Size 4 là cọc nè. Coi, con coi hết đi. Tiếm quế size số 4 em chốt cho chị Tuệ Như. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu vàng đi các chị, màu vàng. Chốt giúp giùm em là màu vàng các chị ơi. Màu vàng đợt này cũng rất là đẹp ha, màu vàng đợt này nó là màu vàng đậm á. Rồi màu này chốt giúp giùm em là màu hồng phấn. Chốt giúp giùm em là màu hồng phấn cả nha. 185.000 một bộ chị. Solen thiêu, hàng thiêu trực tiếp ha. Mẫu quần giả váy giúp em. C2 là em còn màu đen thiêu tím, đen thiêu cam, màu tím quế, màu hồng rút, màu đỏ đô, màu xanh rêu, màu vàng, với màu cà phê sữa với màu xanh lý chị. Màu tím size số 4 em chốt cho chị Lê Phượng. 65 kg mình cao bao nhiêu vậy chị Lê Phượng ơi? Lên giúp giùm em màu này nha cả nhà, màu xanh lý. Chốt em màu xanh lý cả nhà. Màu xanh lý. Chốt giúp giùm em màu xanh lý. Tím Huế size số 2 cho chị Tệ Như. Ừ. Rồi em hết à, rồi cho chị Tệ Như tím Huế 2 ha. Xanh lý size số 4 cho chị Tuệ Như luôn. Tiếng Quế size số 5. Tiếng Quế 5 em chốt cho chị Trần Loan. Ok chị Lê Phượng, cao 1m65, nặng 64 kg, mặc size 4 hết chị. Có tím cà con. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu hồng rút. Lên giúp em màu này là màu hồng ruốc ạ. À. Chốt em màu hồng ruốc cả nha. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh rêu. Chốt em màu xanh rêu cả nhà ơi, màu xanh rêu. Đợt này em về 10 màu cho các chị ha. Màu đen chia ra là màu đen thiêu cam với đen thiêu đỏ. Đó là tính ra là được 10, 11 màu luôn á. Tím Huế size số 2 cho chị Hoa Trương là em hết tím Huế 2. Cặp đó phải xe 2 không? Rồi màu tím cẩm. Tím cẩm cũng rất là đẹp luôn nè. Chốt em màu tím cẩm nha cả nhà. Chị Nguyễn Nhạc, em có size 1 không? Màu đỏ không? Em có màu đỏ đô nha chị ơi. Màu đen, đen thiêu xanh ở quanh đen thiêu tím hay là đen thiêu cam vậy chị Quỳnh Lành ơi. Chị chốt đen thiêu cam hay là đen thiêu tím chị ơi. Rồi chốt em màu này là màu tím cẩm đi các chị. Tím cẩm hết size số 2 rồi chứ đẹp ơi. Màu tím cẩm với màu hồng phấn em hết trơn size 2 rồi. Rồi chốt giúp giùm em tím quế em hết luôn. Tím quế em hết size 2 luôn. Tím cẩm size số 5 em chốt cho chị Trần Loan. Nhớ có một cặp size 1 đen thiêu. Không còn cọc đen thiêu tím nữa. Con coi nó có lộn ở đâu không vậy? Còn một cọc đen thiêu của size 1 á, không mất tiêu rồi. Cái cọc đó size mấy vậy con? Cọc đó đó, cái cọc nhiều ngay tay con á. Size mấy vậy? Ủa giờ size 1 hết rồi hả ta? Cái này size 2. Cái gì nhớ cái size 1 nó còn. Cái chị lên giúp giùm em là đen thiêu gì nha cả nhà ơi. Chốt vải em đang mặc là chốt vải Solen. Hàng thiêu trực tiếp 185.000 một bộ. Em có em đang mặc là đen thiêu tím. Rồi cái này là đen thiêu cam nè, để em lên cho mấy chị ha. Hồng ruốc size 3 em chốt cho chị Quỳnh Khánh.
Hồng Rút 3 còn một bộ cho chị Quỳnh Khánh là em hết. Tím cẩm size số 5 em chốt cho chị Quỳnh Lành. Đen thiêu tím size số 2 em chốt cho chị Vinh Hoa. Chị Vinh Hoa ơi, chị Vinh Hoa lên số điện thoại giùm em á, là đừng có gạch gạch, chị viết liền hết giúp giùm em ha, để em lưu lại. Ừ, cái này là size 1 à. Tại vì nhớ còn nguyên một cọc size 1 mà sao nó lại là size 2. Rồi vậy là hết đen thiêu tím size số 2 rồi. Rồi vậy là đen thiêu tím size số 2 em hết rồi chế đẹp ơi. Của ai con? Đen thiêu tím size số 2 em hết nha chị Vinh Hoa ơi. Chị chọn qua cái màu khác giúp em ha. Đen thiêu tím, đen thiêu cam size số 2 em đều hết luôn. Đen thiêu tím size số 5 cho chị Quỳnh Lành. Chị Quỳnh Lành nhớ lên cái size ở phía sau giùm em nha. Đơn của cô Nga sao không thấy gọi đơn, là con đã gọi hết hồi chiều rồi nha cô Nga nha. Cà phê sữa size số 2 em chốt cho chị Kiều Anh Nguyễn. Cô có dặn mấy bạn là đi đơn luôn hay là như thế nào không? Còn đơn là con đã gọi hết rồi nha cô. Cà phê sữa size số 2 em chốt cho chị Kiều Anh Nguyễn. Rồi em lên cho các chị, bộ này là đen thiêu cam nè cả nhà. Đen thiêu cam cũng rất là đẹp, em đang mặc là đen thiêu tím nha. 185.000 một bộ chất vải xô len, hàng thiêu trực tiếp giúp em rất là đẹp. Quần giả váy, em đang mặc là mẫu quần giả váy. Đây là đen thiêu cam cả nhà ơi, đẹp lắm luôn á. Đen thiêu cam ha. Xanh riêu với cà phê sữa size số 4 em chốt cho chị Tuệ Như. Bộ em mặc cái mẫu nó, cái mẫu em mặc làm sao thì nó y chang vậy đó chị Nga Nguyệt nha. Chị lấy thì chị lên giúp giùm em 75 kg, cao 1m55, 56 trở lên thì em có size 6 cho mình nha chị. Rồi lên giúp giùm em là đen thiêu cam cả nhà ơi, đen thiêu cam ạ. Chốt giúp giùm em là đen thiêu cam cái chị, đẹp xuất sắc luôn, đen thiêu tím là đen thiêu cam gì cũng đẹp hết. Rồi lên giúp giùm em bộ này ha, màu tím cẩm. Em có từ size 1 đến size 6 nha các chị, 45, 46 kg đến 75 kg mặc vừa. Đen cam 6 em chốt cho chị Nguyễn Hằng. Rồi màu này cả nhà chốt giúp giùm em là đen, tím cẩm đi cả nhà ơi, tím cẩm. Cái màu tím cẩm này xuất sắc luôn. Lâu lắm rồi em có mới có lại màu tím cẩm. Tím cẩm hiện tại em chỉ còn 1, 3, 4. Tím cẩm hiện tại là em còn được 1, 3, 4 cả nhà ơi, 1, 3, 4 mà. Size 6 hồi nãy ở đâu vậy con? Tím cẩm em còn được 1, 3, 1, 3, 1, 3, 4 nha các chị ơi. 1, 3, 4, 2, 4, 5 em hết rồi. Ủa anh 2, 5, 6 em hết rồi. Chốt em màu tím cẩm cả nha. Vàng đợt này nó đậm hơn cái vàng trước nhưng mà nó không phải vàng bò chị Nguyễn Bạch. Nó không phải vàng bò chứ. Lên giúp em bộ này đi cả nhà, chọn cái bộ tím cẩm nó đẹp. Đây nè cả nhà ơi. Tím cẩm hiện tại em còn được 1, 3, 4 nha cả nhà. Size 1, size 3 và size 4 cả nhà, chốt em màu tím cẩm. Một trăm tám mươi lăm nghìn một bộ, phí ship là 20.000 trên một đơn. Chốt vải xô len, hàng thiêu trực tiếp giúp em. Rồi bộ này lên giúp giùm em là màu xanh rêu. Em có size cho các chị 46, 47 kg đến 75 kg mặc vừa. Form này là form gọn thôi nha mấy chị, không có bự nha. Cái chị khách mới mua bên em thì vui lòng lên cân nặng và chiều cao giùm em nha mấy chị. Chốt giúp giùm em màu này là màu xanh rêu. Đen cam size số 4. Em chốt cho chị Diễm Trà Nguyễn. Đơn này sáng mai mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn, các chị có đơn để ý điện thoại giùm em với cho số điện thoại nhìn kỹ giúp em nha mấy chị, để thôi bị sai nha, có sai gì.
Chốt giúp em màu xanh rêu đi cả nhà. Đẹp quá chừng đẹp luôn. Đợt này về màu nào cũng đẹp hết á. Chốt giúp giùm em màu này là màu xanh rêu cả nhà. Màu xanh rêu. Rồi màu này cả nhà chốt giúp giùm em là màu hồng ruốc. Hồng ruốc hiện tại là em còn được 1, 4, 5. Hồng ruốc hiện tại em còn được C1, C4 và C5. Cái cọc này hình như là C sáng. Một đây. Rồi chốt em màu hồng ruốc cả nhà. Màu xanh rêu C số 5. Em chốt cho chị Diệp Nguyễn. Xanh rêu C số 5 cho chị Quỳnh Lành. Hồng ruốc C số 2. Em chốt cho chị Nguyễn Landa với hồng phấn C 3 cho chị Nguyễn Landa luôn. Hồng ruốc hiện tại là em còn được 1, 4, 5 cả nhà nha. 1, 4, 5. Có sót bộ size 2 cho chị Landa. Hên ghê chứ. Lên giúp em màu này là màu hồng ruốc cả nhà. Rất là đẹp luôn ạ. Chốt em hồng ruốc cả nhà nha. 185.000 một bộ. Phí ship là 20.000 trên một đơn. Chốt vải sô len và hàng thiêu trực tiếp giúp em cả nhà. Rồi lên giúp giùm em màu này nha các chị. Màu này lên giúp giùm em là màu hồng ruốc ạ. Chốt em màu hồng ruốc. Màu này lên giúp giùm em là màu tím Huế. Màu này chốt giúp giùm em màu tím Huế các chị. Đơn hồi chiều gọi gò là đi gò nha chị Thanh Gương ơi. Đơn hồi chiều là đi gò đó chị. Chốt giúp giùm em màu này màu tím Huế cả nhà. Tím Huế em còn được 1, 3, 4, 5. Tím Huế em còn được 1, 3, 4, 5 cả nhà. Chốt em màu này màu tím Huế. Rất là đẹp luôn. Chốt em màu tím Huế ạ. À. Chị Vinh Hoa là hồi nãy em có báo đơn của chị là hết rồi đó nha chị. Để ngày mai chị đòi hàng mấy bạn không biết, mấy bạn không có lấy cho chị được á. Chị Lê Phượng ơi em không có đen vàng. Màu vàng là màu vàng, còn đen thì hồi nãy em có trả lời với mấy chị rồi là đen thiêu tím và đen thiêu cam. Mình lấy cái màu nào? Cái chỉ thiêu á nó có hai loại là đen thiêu cam và đen thiêu tím. Chị lấy đen thiêu nào? Nha, còn bộ màu vàng nó là một cái màu riêng. Nha. Rồi, tím Huế size số 4 em chốt cho chị Diễm Trà Nguyễn. Lên giúp em màu tím Huế cái chị, quá đẹp luôn mấy chị ơi. Chốt em tím Huế. Đợt này về màu đẹp đẹp không à? Cái chị đẹp nhà em tranh thủ chốt đi, cái lô này đẹp lắm. Màu tím size số 3. Tím Huế size số 3 em chốt cho chị Hồng Nga. Là em hết tím quế 3 ha. Còn tím quế 1, tím quế 4 và tím quế 5. Mỗi size còn được 1 bộ. Size 1 còn được 2 bộ. Rồi lên giúp giùm em màu này cả nhà. Màu này lên giúp em màu xanh lý đi các chị. Màu xanh lý. Cái màu này đợt này quá trường đẹp luôn. 185.000 một bộ. Phí ship là 20.000 trên một đơn cả nhà ơi. Chị Lê Phượng là lấy đen cam, đen thiêu cam size số 4 cho chị Lê Phượng. Chị Lê Phượng ơi, chị có mua bên em lần nào chưa chị? 1m65 là chị mặc cái quần nó sẽ ngắn hơn em mặc nha. Đó nên là mình coi mình cân nhắc giúp em nha chị ơi. Với lại là quần giả váy là em may cái áo cái form nó vừa thôi, không có dài. Đó là mấy chị coi mình mặc cái áo nó ok không nha. Xanh lý size số 2 cho chị Kiều Anh Nguyễn, không thì mua thử một bộ về mặc nha chị.
một bộ hoặc hai bộ về cái chị coi ok không ạ? Em là 1m58, em 48 kg. Rồi chốt giúp giùm em bộ này là màu xanh lý cả nhà, rất là đẹp luôn cái màu này. Tại vì em bán thì em chỉ bao được cái chiều ngang cho mấy chị, còn chiều dài nó là không, em không có may tới 1m65. Thường ví dụ như chị nào 1m52, 1m53, 54 đến 1m62 trở lại thì ok, em sẽ bao cho cái chị được cái chiều dài cái bộ này. Còn 1m63, 1m65 rồi trở lên thì các chị cân nhắc coi là mình mặc ok không ha. Rồi, xanh lý size số 3 em chốt cho chị Hương Quỳnh. Lên giúp em màu xanh lý, rất là đẹp luôn. Rồi, màu này chốt em màu hồng phấn. Hồng phấn em còn được size 1, size 3, size 4, size 5. 1, 3, 4, 5 cho màu hồng phấn. Rồi lên giúp giùm em màu hồng phấn. Hồng phấn em có 1, 3, 4, 5 cả nhà chốt giúp em màu hồng phấn. Đẹp xuất sắc luôn. Chốt em hồng phấn cả nhà. 185.000 bộ ạ. Chốt vải su len ha. Hàng thiêu trực tiếp giúp em. Màu vàng. Nữa cô quá nhiều là sao, là sao chơi là có mua hàng rồi đúng không? Nếu mà mình có mua hàng rồi thì ok, tại vì em sợ là nhiều khi khách mới thì em tư vấn trước. Lên giúp em màu này nha cả nhà, hồng phấn 4 cho chị bé 6. Một trăm tám mươi lăm ngàn một bộ, phí ship 20.000 trên một đơn. Bộ em đang mặc là quần giả váy nha các chị, chốt vải sô len và hàng thiêu trực tiếp giúp em, rất là đẹp cấp cấp đó mấy chị. Bộ này là đẹp mà bộ quên, bộ này là mắc nhất trong shop em rồi bác, rất là xịn sò cho mấy chị luôn ha. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha các chị, màu hồng phấn size số 3 cho chị Đậu Thu. Chốt em màu vàng cả nhà, vàng đợt này nó đậm nha mấy chị, đậm nha, nhưng mà nó không phải là vàng vàng đồng. Xanh lý size số 2 em chốt cho chị Tệ Như. Lên giúp em màu vàng cả nhà ơi. Chốt em màu vàng ạ. À. Hồng phấn size 5. Còn không con? Hồng phấn 5 em chốt cho chị Thuận Trần. Chị Thuận Trần khách mới, lên giúp giùm em chiều cao và kèm theo số điện thoại chị. Chị Thuận Trần lên giúp em chiều cao kèm theo số điện thoại giùm em. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha các chị. Màu vàng. Rồi màu này cả nhà chốt giúp giùm em. Màu tím lục bình. Lên giúp em tím lục bình. Tím lục bình em còn được size 4 với size 5 thôi các chị. Tím lục bình em còn được size 4 với size 5 thôi ạ. Rồi lên giúp em tím lục bình. Em có size 4 với size 5 chưa các chị thôi, tím lục bình ạ. Vàng 2 em chốt cho chị Lon Trần. Ok, 1m57, 70 kg là mặc size số 5. Chị cho số điện thoại lại giúp giùm em đi chị, số điện thoại của chị nó tới 11 số rồi. Chị Thuận Trần. Cho em lại số điện thoại bị sai rồi. Lên giúp giùm em màu này là màu tím lục bình cả nha. Tím lục bình em có được size số 4 và size số 5. Lâu lắm rồi mới còn mới có lại cái màu tím lục bình. Rồi màu đỏ đô. Đỏ đô đợt này nó đẹp quá trời đẹp luôn chị. Đỏ đô em còn được size 1, size 2, size 3, size 4, size 5. Hết 6 rồi. 1, 2, 3, 4, 5 nha. Lên giúp giùm em màu này là màu đỏ đô.
Mấy mẫu này là các chị chỉ có mua shop em mới có thôi đó, hàng độc quyền đó mới chế ơi, tranh thủ chốt đẹp lắm. Mặt ra là không có đụng hàng luôn. Hàng đẹp ha. Chị Thuận Trần cho em lại số điện thoại. Chị lấy màu tím gì? Tím là em có tím cẩm, tím quế và tím lục bình. Chị lấy tím nào? Tỏ đô xe số 2 cho chị Lon Trần. 185 ngàn một bộ chị. Hàng chất liệu vải thun solen giúp em ha. Hàng thiêu trực tiếp rất là xịn luôn. Lên giúp chùm em màu này là màu đỏ đô ạ. Đỏ đô em còn từ size 1 đến size 5. Cả nhà chốt em màu đỏ đô. Chị Thuận Trần lấy tím nào? Em có tím quế. Cái màu tím em mới vừa mặc xong nó là tím lục bình. Chị lấy tím lục bình thì lên giúp em tím lục bình 5. Rồi chốt giúp giùm em màu này đi, cả màu đỏ đô, đẹp quá chừng đẹp. Rồi tím lục bình size số 5 cho chị Thuận Trần. Em chào chị Phương Lê, đỏ đô size số 4 cho chị Diễm Trà Nguyễn. Rồi chốt giúp giùm em màu đỏ đô đi cả nhà, quá đẹp luôn. Màu cuối cùng là màu cà phê sữa. Dạ em cảm ơn chị Phương Lê rất là nhiều. Màu xanh lá nó là màu xanh rêu đó chị. Nè màu này nè. Nó như xanh lá đậm vậy đó. Mà em gọi nó là xanh rêu. Rêu nó còn một màu khác nữa. Nhưng mà tại vì cái này nó có một màu xanh một, nên em gọi nó là màu xanh rêu. Rồi lên giúp em màu cà phê sữa cả nhà. Cà phê sữa em còn được 1-2 năm. Cà phê sữa em còn được size 1, size 2 và size 5. Ủa size 6 đợt này hết không hay luôn ta. 6 còn có mấy bộ rồi, mấy chị còn có 3 màu à. Cái màu cà phê sữa nó đẹp các chị ơi. Cà phê sữa em còn được 1, 2, 4, 5. Ủa môn 1, 2, 5 chứ xin lỗi. 1, 2, 5 nha các chị, 3, 4, 6 em hết rồi. Rồi chốt em màu này màu cà phê sữa. Đơn này sáng mai mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn, các chị có đơn nhớ để ý điện thoại giùm em nhé. Cà phê sữa size số 5 em chốt cho chị Quỳnh Lành. Màu tím lục bình là cái màu tím mới vừa mặc xong nè chị. Đây. Còn size 4 với size 5 với size 1 hả chị Tệ Như ơi? Ủa quên, còn 4 với 5 hả chị? Hết 5 luôn rồi. Tím lục bình này em còn được có hai bộ size 4 mà, chị có lấy không? Rất đẹp luôn á, lâu lắm rồi mới có màu tím lục bình lại á. Em mẹ gần nó bữa giờ nó hết hàng gần cả năm rồi đó chị. Em đang mặc là màu cà phê sữa, đẹp quá mấy chị. Màu cà phê sữa em còn được 1 2 5 ha, 1 2 5. Chị Thúy Ái Lê là hết đó chị. Hết nha. Bây giờ em cũng đâu còn hàng đâu em bán nè. Hồi chiều em nói là em dự bị cho chị đó. Hồi chiều là em nói em dự bị cho chị, nếu có thì em chốt cho chị, nhưng mà không có luôn. Giờ là hết trơn luôn rồi đó chị. Rồi lên giúp giùm em màu này nha cả nhà, màu cà phê sữa. Rồi là em hết nha các chị ơi. Cà phê sữa em còn được 1-2 năm thôi ạ. À. Đây em mặc là cái màu xanh rêu, nó là màu xanh lá đó, xanh rêu xanh lá gì cũng là nó đó các chị. Tại vì cái này nó có một mình nè, em gọi nó là xanh rêu. Cà phê sữa size số 2 cho chị Lon Trần là em hết cà phê sữa 2 luôn. Rồi cà phê sữa hiện tại là em còn được 1 với 5 nha cả nhà, size 1 với size 5 cả nhà chốt giúp em. Rồi em sẽ dơ màu lại cho các chị ạ. Cà phê sữa size số 2 là em hết nha chị Sáu Võ ơi. Tím lục bình không có size số 2 chị Tệ Như ơi. Tím lục bình em báo với chị là em còn hai bộ size 4 mà, đâu có size 2 đâu. Lên giúp em ha. Tím lục bình bây giờ còn có hai bộ size số 4 thôi. 1, 2, 3, 5, 6 em hết luôn. Tím lục bình size số 4 em chốt cho chị Diễm Trà Nguyễn. Không có nha chị Tệ Như ơi, hết trơn rồi.
Nãy giờ đâu có bộ lục bình nào size số 2 đâu mà em dự bị cho chị. Chiều em chốt cho khách hết trơn luôn rồi đó. Chốt hết luôn rồi, bên em gọi điện chốt đơn đơn đi hết luôn rồi chị. Bây giờ chỉ còn một bộ size số 4 ở đây thôi chị nha. Cho chị Diễm Trà Nguyễn là em còn được một bộ đó. Rồi em lên lại màu cho cái chị nha. Em lên lại màu cho mấy chị nè. Rồi màu này cả nhà chốt giúp giùm em ạ. Mấy bộ nãy con đem lên là con để chung rồi đúng không? Màu này lên giúp em màu tím chẩm cả nhà. Xanh rêu 55 kg cao bao nhiêu vậy chị Thu Nguyễn ơi, cho em cái chiều cao đi chị. Tím chẩm cả nhà. Màu này màu tím chẩm. Tím chẩm em còn được size 1, size 3 và size 4. Tím cẩm em còn được 1, 3, 4 cả nhà chốt giúp em nha, tím cẩm. Rồi, cái này là đen thiêu cam. Đen thiêu cam. Em còn được 1, 3, 4. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Màu này là lên giúp em là đen thiêu cam, rất là đẹp luôn. Cái màu cam lên rất là đẹp luôn mấy chị. Rồi, đen thiêu tím. Đen thiêu tím em cũng còn được 1, 3, 4. 5, 6 luôn. 5 còn không con? 5 em hết đen thiêu tím rồi. Em còn được 1, 3, 4, 6 nha cả nhà ơi. Đen thiêu tím là em còn được 1, 3, 4, 6. Cái chị lên chiều cao thì quên lên cân nặng thì vui lòng lên luôn giúp em cái chiều cao ha. Bộ này là 185.000 chất vải Solen siêu xịn sò cho mấy chị ạ. Xong cái này em sẽ lên dập ly cho mấy chị nha mấy chị ơi. Ok chị Thu Nguyễn 1m6 màu xanh rêu size số 2 cho chị Thu Nguyễn. Chốt em màu này màu vàng cả nhà ơi, màu vàng. Tím cẩm size số 3 em chốt cho chị Nguyễn Thị Nga. Bộ đó đó là tím cẩm đó con. Màu nhìn rất là dễ luôn. Tới 10 màu luôn. Rồi màu hồng phấn. Hồng phấn em còn được 1, 3, 4, 5. Hồng phấn em còn được 1, 3, 4, 5 cả nhà ơi. Rất là đẹp luôn ạ. Màu hồng phấn. Rêu 3 em chốt cho chị Lê Chỉnh. À rêu 3 hết rồi chị Lê Chỉnh ơi. Sorry sorry quên. Em hết rêu 3 rồi. Rêu em còn được 1, 2, 4, 5. Xanh rêu em còn được 1, 2, 4, 5 nha chị Lê Chỉnh ơi. Rêu 3 em hết nha chị. Rêu 2 em chốt cho chị Sáu Võ. Lấy màu xanh lý đi chị. Màu xanh lý này cũng đẹp, cũng sang nữa nè. Chốt em màu xanh lý. Xanh lý được này đẹp. Đợt này em có chấm cho cái chị một cái nút rất là đẹp luôn ha. Nút làm cho mấy cái bông á. Bộ này ở ngoài nó đẹp hơn ở trên like nhiều lắm mấy chị. Lên giúp giùm em bộ này là màu xanh lý à. Màu xanh lý. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu tím Huế. Lên giúp giùm em là màu tím Huế. Chốt em màu tím Huế cả nhà, màu tím Huế. Tím Huế là hiện tại em còn được size 1, size 4 và size 5. Tím Huế hiện tại em còn được 1, 4, 5. Rồi màu này lên giúp em màu hồng ruốc. Hồng ruốc hiện tại em còn được 1, 4, 5. Hồng ruốc hiện tại em còn được size 1, size 4 và size 5. Dạ em cảm ơn chị Lon Trần rất là nhiều. Tím lục bình size số 4 cho chị Tuệ Như. Là em hết tím lục bình 4. Rồi em hết tím lục bình 4 luôn nha cả nhà. Là em hết tím lục bình luôn rồi đó. Lên với em màu hồng ruốc cả nhà ơi. Hồng ruốc em có được 1, 4, 5 cả nhà. Hàng giả váy đẹp vừa ý. Em cảm ơn chị Lon Trần. Hàng giả váy các chị mua hàng ở đâu cũng có hết á, mấy chị cũng có nhiều shop bán á, nhưng mà thường em nghe khách em phản hồi á là cái form nhà em là các chị mặc là ok ha, các chị rất là thích. Bộ mặt 75 kg có chị Mỹ Hiền Ngô, lên giúp giùm em cái chiều cao nha.
Bộ em mặc nó là màu xanh rêu. Chị Mỹ Hiền Ngô lên giúp giùm em cái số cái chiều cao nha chị. Coi chị mặc vừa không ha. Rồi lên giúp em màu này nha cả nhà. Màu này lên giúp giùm em là màu hồng ruốc. Hồng ruốc hiện tại em còn được 145. Rồi em có màu đỏ đô cho các chị nữa ạ. Tổng cộng là em có 10 màu. Màu đen thì có 2 kiểu thêu. Là tính ra được 11 màu. 11 mà màu cho mấy chị có đen thêu tím và đen thêu cam. Lên giúp giùm em bộ này là màu đỏ đô cả nhà. Đỏ đô hiện tại em còn được 1 2 3 1 2 3 5. Đỏ đô hiện tại em còn được 1 2 3 5 cả nhà chốt giúp giùm em nha. 1 2 3 5. Rồi màu cà phê sữa. Em còn được size 1 với size 5 thôi ạ. 1m6 75 kg thì mặc size số 6 chị. Màu em đang mặc là màu xanh rêu. Chị chốt xanh rêu thì chị lên giúp em là rêu 6 và kèm theo số điện thoại giúp giùm em một lần. Rút 4 cho chị Tuệ Như. Rút 4 em chốt cho chị Tuệ Như. Rồi lên giúp giùm em màu này cả nhà. Màu cà phê sữa đẹp quá chừng. Em còn được size 1 với size 5 thôi. Rồi hết rồi đó các chị. Hiện tại là em còn được 9 màu cho các chị ha. Với màu đen là đen thiêu tím với đen thiêu cam là được 10. Hiện tại màu tím lục bình là em hết hàng. Không có còn bộ nào nữa luôn. Rồi qua mẫu ha các chị. Rồi con sắp vô đi con. Sắp cho nó gọn vô đi để em hơi ship dập ly. Rồi em lên dập ly cho cả nhà mình ha. Tối nay lên dập ly tiếp ha cả nhà. Rất là đẹp luôn các chị. Em đang mặc màu này là màu xanh rêu nha các chị. Màu xanh rêu nha. Rồi em lên dập ly cho các chị ạ. Dập ly bữa nay em kiếm ra cho mấy chị được mấy bộ màu tím nè. 100 dập ly là 125.000 một bộ. Phí ship vẫn là 20.000 trên một đơn giúp em ha. Bộ này size cho các chị đẹp nhà em là 55 kg đến 65 kg mặc vừa. 55 kg đến 65 kg mặc vừa. Em là 1m58, 48 kg. Em mặc là nó hơi thoải mái nha các chị. Nên bộ này là tầm khoảng 55 kg ha. Chị nào mà thích mặc rộng rãi thoải mái như em thì các chị chốt ạ. Bộ em mặc là dập ly thì giá là 125.000 một bộ. Chị Thúy Diệp em mới nhận được hai bộ bà ba đẹp nha chị. Em cảm ơn chị Thúy Diệp rất là nhiều. Rêu 6 chốt cho chị Mỹ Hiền Ngô. Còn không con? Ôi, size số 6, xin lỗi nha chứ ơi, quên. Size số 6 em còn được đen thiêu tím, đen thiêu cam với lại là màu vàng với màu xanh lý hả chị? Còn được có nhiêu màu đó hả? Đen thiêu cam, đen thiêu tím ha, với lại là màu xanh lý với màu vàng là size số 6 á. Nên là em quỷ tới đơn của chị nha chị Mỹ Hiệp Ngô ha, Mỹ Hiền Ngô nè, đen thiêu tím size số 4 em chốt cho chị Tệ Như. Chị Minh Tuyết ơi, chị lấy tím là bộ em đang mặc hả? Bộ em đang mặc chị lên giúp em mã số 1 đi chị. Bộ dập ly em đang mặc lên giúp em mã số 1. Size cho cái chị 55 kg, đổ lên 65 kg đổ về. Chị 65 kg chị cho em cái chiều cao luôn. Hàng dập ly này chị lên giúp giùm em luôn cái chiều cao ha. Rồi em đang mặc cho cái chị đẹp nhà em 65 kg đổ lên. Ủa quên, 55 kg đổ lên 65 kg đổ về. Ba ba lẻ thì hiện tại em ở đây em đang còn hàng nha chị ơi. Em chưa có về lô mới cho mấy chị nha. Tại cái lô đợt rồi em cắt tới gần 800 áo lận. Em còn ở đây còn hàng ở đây ha, nên là hàng là em chưa có về thêm cho mấy chị. Với bà ba là em chưa có tìm được bông đẹp. Bà ba thường là em phải tìm được cái bông đẹp em mới lên cho mấy chị nha. Dập ly là 125.000 một bộ nha cả nhà. Chốt vải mango giúp em rất là đẹp luôn.
Bộ em mặc là 55 kg đến 65 kg mặc vừa. Mã em mầm đỏ. Chị chốt đỏ đô size số 2 đúng không chị Sáu Võ? Đỏ đô size số 2 cho chị Sáu Võ. Mã em M1 cho chị Minh Tuyết. Chị Minh Tuyết ơi, 1m53 mà 65 kg là chị gọn người nha. Là mặc ok nha chị. Bữa chị đặt size 1 toàn hết hàng. Bà ba hả chị? À, bà ba em hết trơn size số 1 rồi, bữa đó em về em like hết trơn size 1 luôn. Ok, đỏ đô ha, đỏ đô cho chị Sáu Võ nha chị, bộ 185 ngàn ha. Rồi bộ màu tím em đang mặc, cái chị lên giúp em là mã số 1 cả nhà ơi. Mã số 1, 125 ngàn một bộ, rất là đẹp luôn. Chốt em mã số 1 cả nhà. Bà like bây giờ là không nhớ hàng luôn chứ ơi. Nha, bà like mấy chị muốn mua thì ngày mai em chưa mai em like lại cho. Tại vì bây giờ like xong rồi chốt lên hết trơn rồi em không có nhớ cái màu. Rồi lên giúp em bộ em đang mặc là mã số 1 đi cả nhà. Mã số 1. Bộ bi này lên giúp giùm em là mã số 2. 55 kg trở lên, 65 kg trở về, lên giúp em bộ này là mã số 2, rất là đẹp luôn. Chốt em mã số 2 ha. 55 kg đổ lên, 65 kg đổ về, chốt em mã số 2 ạ. Mã số 2 cả nhà. Đồ thun cổ lật hả chị? Cổ lật là cổ gì chứ? Là cổ bâu, bâu lăn tông á hả? Bâu lăn tông là em không có nha chị ơi. Ủa quên, bâu lăn tông là tối nay em không có lên. Tối nay em chỉ lên hai mẫu này thôi mấy chị ơi nha. Hai mẫu này thôi, nên là mấy chị đẹp nhà em muốn coi mẫu khác thì trưa mai vô coi giùm em ạ. À, đồ về nhiều quá, nhiều khi em còn, một ít em không có nhớ, không có nhớ hết còn cái gì hay hết cái gì ha. Mấy chị chịu khó coi like giùm em, không nhớ nổi. Nhưng giờ có nhớ cũng đâu có soạn ra cho mấy chị đâu. Tối nay em không có like ha, tối nay không có like mấy mẫu đó. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã số 3 cả nhà. Mã số 3. 53 kg đổ lên, 65 kg đổ về, lên giúp em bộ sọc này là mã số 3. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Râm. Lên giúp em bộ này là mã số 3 cả nhà ơi. 53 kg đổ lên, 65, 66 kg đổ về. Mấy bộ này cho em nghĩ 66, 67 kg cái chị mặc cũng ok luôn, nó to nè mấy chị. Size rất là to. Rồi lên giúp giùm em bộ này ha. Lên giúp em bộ này là mã số 3, bộ sọc rất là đẹp. Năm mươi ba ký đổ lên, 65, 66 ký đổ về, lên giúp em bộ này là mã số 3. Rồi chốt em mã số 3 cái chị, mã số 3. Chốt em bộ này là mã số 4. 50 kg đổ lên, 62 kg đổ về. 62, 63 kg đổ về, lên giúp em bộ này là mã số 4. Mã số 4 cả nhà ơi, mã số 4. 55, 50, ở qua 50 kg đổ lên ha, 62, 63 kg đổ về, lên giúp em bộ này là mã số 4, rất là đẹp luôn.
Rồi lên giúp em bộ này là mã số 5 nè các chị, mã số 5. Đẹp quá. 50 kg đổ lên, 65 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 5. Mã số 1. Chị Sáu Võ là đang chốt bộ dập ly đúng không chị? Tím 1 ha. Phải không? Bộ dập ly chị lên giúp em mã M1 nha. Là bộ bông tím á, là mã M1. Là chị chốt tím 1 là chị chốt bộ nào ạ? Lên giúp em bộ này là mã số 5 cả nhà, mã số 5. Chốt giúp em là mã số 5 ạ. Mã số 5 em có 3 bộ, rất là đẹp luôn. Size cho các chị 50 kg đổ lên và 64-65 kg đổ về, chốt giúp em ạ. Lên giúp em là mã số 5. Lên giúp em mã số 5. Tím là mã M1 đó chị ơi, chị lấy thì lên giúp giùm em là mã M1 ha. Ok, mã M1 em chốt cho chị Sáu Võ. Em đang mặc là mã M5. Rồi, chốt em bộ này là mã M6. Rất là đẹp luôn các chị. Mã M6. 50 kg đổ lên, 63 kg đổ về. Chốt em mã M6. Đẹp quá. Chốt em M6. 55 kg đổ lên ha, 65 kg đổ về. Ủa quên, 63 kg đổ về. Mã M6 em chốt cho chị Quỳnh Mỹ Hồng. Chốt giúp em bộ này là mã M7 cả nha. M7, 50 kg đổ lên, 63 kg đổ về luôn. Chốt em mã M7. Mươi lăm ký đổ lên, 65 kg đổ về. Ủa 63 kg đổ về. Lộn, cứ 65 hoài. 50 kg đổ lên nha cả nhà ơi, 63 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã M7. Chốt em mã M7 ạ. M7 cả nhà, bộ bông chân đẹp quá trời. Chốt em mã M7. Bộ này lên giúp em mã M8. Đẹp quá. 55 kg đổ lên, 65-66 kg đổ về. Chốt em mã M8. Chốt em là M8 cả nhà ơi, M8. Chốt em là M8. Bộ màu cam rất là đẹp. Rồi M9. 50 kg đổ lên, 63 kg đổ về. Chốt em M9. M8 cho chị Phạm Ly. 125.000 bộ chị. M5 cho chị Lam Xuân. Chị Lam Xuân 52 kg hả chị? Chị Lam Xuân phải 52 kg không? Rồi lên giúp em bộ này là mã M9 các chị. M9. 50 kg đổ lên, 65 kg, 63 kg đổ về. 63-65 kg mấy chị.
Bộ này 65 kg chị mặc được luôn nè. Lên giúp em bộ này nha. Hàng dập ly là cái chị mặc cái áo á, nó sẽ ôm theo cái người của mình ha. Người của mình nó tròn tới đâu thì nó sẽ bung ra. Đó. Cái form quần thì cái chị mặc đó là nó sẽ thoải mái nha. Form quần là thoải mái xíu. Chị nào ví dụ như em đọc mà 50, 65, 63 kg trở lại thì chị nào mà 54, 55 kg đó, 50 kg rồi thì cái chị mặc cái form quần nó sẽ hơi thoải mái tí xíu. Nhưng mà nó là hàng mango nha, cái chị không có co giãn. Nên là khi mà cái chị mặc cái form quần nó rộng á là nó vẫn rũ và nó rất là thoải mái nha. Rồi lên giúp giùm em. Mã M9 rất là đẹp luôn. M9 cả nha. Chốt em mã M9. Rồi bộ này lên giúp giùm em là mã M10. Mươi ba ký đến 65 kg mặc. Lên giúp em mã M10. Chốt giúp em mã M10. 53 kg đến 65 kg mặc vừa. Em là 1m58, em 48 kg đó. Cái chị nhìn thấy cái áo em mặc là cái chị biết nha. Lên giúp giùm em mã M10 cả nha. M10. Đẹp quá. Chốt em mã M10. Đẹp luôn. Nhập ly đợt này về xuất sắc luôn mấy chị. Chốt em bộ này mã M11. Năm mươi lăm ký đến 65 kg. Lên giúp em mã M11. Lên giúp em là M11 cả nhà. M11 đẹp xuất sắc luôn. Vải rất là đẹp nha các chị ơi, mango xịn sò ha. Lên giúp em mã M11. M10 em chốt cho chị An Trần. Em đang mặc là mã M11. 55 kg đến 65 kg mặc vừa. Lên giúp em mã M11. Chị Phương Ngô là chốt mã M1. Rồi là bộ tím em đang mặc á hả chị? Bộ tím em đang mặc là mã M1 đó. Ôi nó đẹp. Rồi lên giúp giùm em M12. Ồ, đẹp quá mấy chị. M12 50 kg đến 65 kg. Ok mã M1 em đang mặc cho chị Phương Ngô là em hết. Mã M11 em chốt cho chị Lưu Xuân Lan. Lên giúp em bộ này là M12 cả nhà. 50 kg đến 65 kg mặc vừa luôn. M12. 125.000 một bộ, phí ship 20.000 trên một đơn. Giải mango xịn sò cho cái chị đẹp nhà em rất là mềm và mát. Lên giúp em mã M12, M12 em có 3 bộ. Chốt em mã M12. Đây là mã M5 rất là đẹp luôn chị. Mã M5 là bộ màu vàng rất là đẹp nè. Đây. Mã M5. 50 kg đến 63 kg. Chị nào cao gọn người tí xíu thì 65 kg. Ok chưa chị Lan Xuân? Coi kỹ mẫu giúp em đi rồi chốt hả chị. Hàng này là hàng mango, không có co giãn. Rồi mã M5. Còn chị sợ rộng á, thì có thể là chị bỏ qua giùm em. Tại hàng này nó không có size ha. Hàng này nó resize không. Đầu đùi em chưa có lên nha chị ơi. Có mà em chưa có lên đầu đùi. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha các chị. 50 kg đến 65 kg mặc vừa. Chị nhận hàng rồi. Điệu ơi, dạ em cảm ơn chị Nguyễn Phụng rất là nhiều. 50 kg đến 65 kg mặc vừa cả nhà ơi, rất là đẹp luôn coi nè. Mã số 13. Chốt em bộ này là mã số 13. Siêu đẹp luôn. Giải dập ly đợt này rất là đẹp, giải mango đợt này là xuất sắc nha mấy chị.
Lên giúp em mã M13 cả nhà. M13 50 kg đến 65 kg mặt vừa. Chốt mà em mã M13. M13 em chốt cho chị Quỳnh Mỹ Hồng. Lên giúp em bộ này là M14. 55 kg đến 65 kg mặt dừa. Chốt em mã này là mã M14. 55 kg đến 65 kg dừa cả nhà. 55 kg đến 65 kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã M14. Chốt em là mã M14 nha. M14. Màu hồng rất là đẹp luôn. Chốt em mã M14. Lập thể. M15 giúp em. Ba ký đổ lên, 65 kg đổ về. Lên với em mã này là mã M15. Năm mươi ba ký đổ lên, 65 kg đổ về. Mã M15. Lập thể các chị ơi, rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã M15. Chốt em bộ này mã M16. Hai bộ caro đẹp quá trời. Bộ này người ta bán nhiêu trời, 240.000 mấy chị. Thấy ghê chưa? 55 kg đổ lên, 65 kg trở về. Lên giúp em bộ này là mã số 16. 55 kg đổ lên, 65 kg đổ về. Lên giúp em bộ này mã số 16. Đẹp xuất sắc luôn. 6, bộ này là 66, 67 kg. Chị nào cao 1m57, 58 trở lên ha, là cái chị mặc vừa luôn á, 67 kg. Tại đồ dập ly này dễ mặc lắm mấy chị. 15 em chốt cho chị Trịnh Phương Kiều. 16 là bộ caro em mặc cả nhà. 50 kg đổ lên ha, 65 kg đổ về. Rất là đẹp luôn nha các chị. Vải mango đợt này đẹp đẹp lắm nha. Nói chung là vải mango của nhà BT với nhà Hiếu Hạnh thì các chị yên tâm, đẹp, nhà nào cũng đẹp. Chất đợt này nó mát, nó mướt lắm. Dạ. Chốt giúp em bộ này là mã số 17. 16 em chốt cho chị Viễn Thu. 17. 53 kg, 52, 53 kg đến 65 kg mặc dừa. Chốt em mã số 17, mặt xanh. Chốt em mã số 17 cái chị, 17. Em chào chị Trần Phước. 16 em chốt cho chị Minh Tuyết là em hết. Hết mã số 16. Em đang mặc là mã số 17. 52, 53 kg đổ lên, 65 kg đổ về. Chốt em mã số 17. Bộ này lên giúp em mã số 17 cả nhà ơi, 17. Đẹp quá. Em chốt cho chị Viễn Thu luôn. Bộ này chốt em mã số 18. 50 kg đến 65 kg cho chị ơi, nó đẹp á. 50 kg đổ lên, 65 kg đổ về. Lên giúp em bộ này mã số 18. Chốt em mã số 18 nha. 55 kg đổ lên, 65 kg đổ về. Chốt em mã số 18. 18 em chốt cho chị Quỳnh Mỹ Hồng. 18 em chốt cho chị Quỳnh Mỹ Hồng. 18 em hết rồi chị Phúc Thiên ơi.
Em còn cái họa tiết nó giống những màu nó khác tí xíu được không chị? Lên với em bộ này mã số 19 cả nhà. 50 kg đổ lên, 65 kg đổ về, chốt em mã số 19. Rất là đẹp bộ này luôn. Năm mươi lăm ký đổ lên, ở quên, 50 kg đổ lên, 65 kg đổ về, lên với em mã số 19. Chốt em mã số 19. Rồi bộ này mã số 20. 19 em chốt cho chị Duy Ngọc. Chốt em bộ này mã số 20, 50 kg đổ lên, 63 kg đổ về. 19 em hết. Bộ này mã số 20, 50 kg đổ lên, 65 kg đổ về. Ở quên, 63 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 19. Ủa 20, lộn. 19 em hết rồi. Mã số 20, 50 kg đổ lên, 63 kg đổ về. 125 ngàn một bộ, phí ship 20 ngàn trên đơn. Bộ này vải đẹp nha mấy chị ơi. Hàng của nhà BT là cả nhà mình cứ yên tâm về chất liệu ha. Chị ơi em còn cái bộ này được không? Mã số 21 nè. Nó khác cái bộ đó một tí xíu thôi. Lên giúp em. Nó khác cái bộ 19 một tí xíu thôi các chị. Nó khác cái bộ mã số 18 một xíu thôi chứ. 21. 50 kg đổ lên, 65 kg trở về. Lên giúp em mã số 16. 10, ở quên 21. Trời ơi, mới xuất. Mã số 21 cả nhà. 50 kg đổ lên, 65 kg đổ về. Mã số 21 em có 2 bộ. Rất là đẹp luôn, cái bộ lập thể này đẹp lắm. Dạ em nhận được rồi á chị Hà Thu ơi. Em nhận được chuyển khoản rồi á chị. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Và đơn của chị em đã gửi hồi chiều luôn rồi. Lên giúp em bộ này mã số 21 nha cả nhà. 21 em còn được 2 bộ. Đẹp xuất sắc luôn. 21 em còn được 2 bộ. Cả nhà chốt em mã số 21. Rồi em có bộ bao cho các chị nè. Đồ bộ kiểu hôm nay không có lên nha chị Duy Ngọc ơi. Lên giúp em bộ này là mã số 22. 50 kg trở lên, 65 kg trở về. Lên giúp em bộ này mã số 22. Bộ beo đẹp quá. Chốt em bộ này mã số 22 cả nhà. 22. 22 em chốt cho chị Quỳnh Mỹ Hồng. Giải quá chừng mát luôn á mấy chị. Hàng này là giải siêu đẹp luôn nha. Giải cái chị gờ vô là cái chị ghiền luôn á. Chốt em bộ này mã số 23. Năm mươi ba ký đổ lên, 65 kg đổ về, mã số 22 em hết chị Phạm Ly. Như 22 như em còn. Con bung cái bộ mã số 22 bộ beo đó ra giùm gì. Em coi 22. Giống đúng không? 22 em chốt cho chị Phạm Ly một bộ. Em chốt cho chị Anh Thư Nguyễn một bộ. Là em hết mã số 22. Em đang mặc là mã số 23. 53 kg đổ lên, 65 kg đổ về. Lên giúp em bộ này mã số 23 rất đẹp luôn các chị. Bộ này mặc Tết là ok luôn nha các chị ơi, cái vải nó đẹp quá nè. Dạ chị coi like giúp em đi chị Duy Ngọc, tại vì hàng á là em cũng lên liên tục quá chị, mẫu này nó thay đổi mẫu kia, tại vì trong kho của em bây giờ nó nhiều lắm. Nhiều khi không có dự định lên là mẫu nào, có nghĩa là em chỉ em về em coi hàng hóa sau em lên cho mấy chị thôi à. Nhiều khi có hàng mới về cái phải lên hàng mới đó. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã số 23 cả nhà, quá đẹp luôn. 53 kg đổ lên, 65 kg đổ về, chốt em mã số 23.
Rồi bộ này lên giúp em mã số 24. Năm mươi kg đổ lên, 63 kg đổ về. Lên giúp em bộ này mã số 24. Chốt em bộ này mã số 24 cả nhà ơi, 24 bộ bông chân mà phanh mà xanh đen rất là đẹp luôn. Lên giúp em bộ này mã số 24 ạ. Hai ba em chốt cho chị 6 vỏ. Em đang mặc là mã số 24 cả nhà, 24. Chốt em mã số 24. Chốt em mã số 24 nha. Chốt giúp em bộ này mã số 25. Ồ, 195 ngàn luôn, mấy chị mấy bộ này đẹp quá. Bộ này 60 đến 65 kg mặc vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 25. Chốt em bộ này mã số 25 cả nhà, 25. 60 đến 65 kg mặc vừa. Lên giúp em bộ này mã số 25. Đây cái bộ này đẹp nè. 26. 50 kg đổ lên. 65 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 26. Bộ lập thể này đẹp lắm nè mấy chị. Chốt em bộ này mã số 26 cả nhà, 26. 50 kg đổ lên, 65 kg đổ về. Chốt em mã số 26. 26 em chốt cho chị Viễn Thu. Rồi chốt em bộ này mã số 27. Năm mươi ký đổ lên, 63 kg đổ về. 25 cho chị Tuệ Như. 25 là bộ nào vậy con? 25 cho chị Tuệ Như. 26 em hết. Dập ly 70 kg em không có chị. 26 em hết nha chị Phạm Ly ơi. Chốt em bộ này mã số 27 rất đẹp luôn. 27 cả nhà. 50 kg đổ lên, 63 kg đổ về. Lên giúp em mã số 27. Chốt em mã số 27. Rồi lên giúp em bộ này mã số 28. Đơn gọi hồi chiều là đi rồi nha chị ơi. Chị không có kêu giữ đơn là đơn đã đi rồi à. Đi hồi chiều 6 giờ mấy, 6 mấy 7 giờ gì đó, đơn đi luôn rồi đó mấy chị. 50 kg đổ lên cả nhà ơi. 65 kg đổ về, lên giúp em mã số 28. 27 em chốt cho chị Sen Phạm. Chốt em bộ đỏ này mã số 28 cả nhà, đẹp quá họa tiết. Lên giúp em bộ này mã số 28. 50 kg đổ lên, 65 kg đổ về, lên giúp em mã số 28. Bộ đỏ. 28 cả nhà ơi, 28. Chốt em mã số 28. Lên giúp em bộ này mã số 29. 55 kg đổ lên, 65 kg đổ về. Mã số 29. Lập thể cam rất đẹp luôn. Dạ không biết nữa nha chị ơi. Em không biết khi nào có à. Lên giúp em bộ này mã số 29 cả nhà. 28 em chốt cho chị Minh Tuyết. 28 là bộ nào con? 28 em chốt cho chị Minh Tuyết.
Rồi em đang mặc là mã số 29 cả nhà ơi, 29. 55 kg đổ lên, 65 kg đổ về. 28 em chốt cho chị Nghĩa Hiếu. Chị Nghĩa Hiếu khách mới lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giùm em chị. Nghĩa Hiếu khách mới lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em. Rồi bộ lập thể đỏ này là mã số 29, đổ lập thể cam. Mã số 29. Rồi chốt em bộ này mã số 30. 30 màu xanh than rất là đẹp, 50 kg đổ lên, 63 kg đổ về. Chốt em bộ này là mã số 30 cả nhà, 30. Hai chín em chốt cho chị Huỳnh Mỹ Hồng. Chốt em bộ này mã số 30. 50 kg đổ lên, 63 kg đổ về. Chốt em bộ này mã số 30 cả nha, 30. Chốt em mã số 30. Em chốt cho chị 6 vỏ. Em thấy số điện thoại chiều cao cân nặng của chị Nghĩa Hiếu. Con sắp cái này con buộc lại dùm điện cái. Con coi bill con bỏ vô đây để hơi con quên đó. Dạ mẫu này em không có size của chị nha chị Trâm Nguyễn ơi. Hàng bông thì em có, còn hàng này em không có nha chị. Chốt em bộ này mã số 31 cả nhà. 31, 50 kg đổ lên, 62 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 31. Năm mươi ký đổ lên, 62 kg đổ về. Lên giúp em bộ này mã số 31. Chốt em bộ này mã số 31 ạ. Chị nhận được đồ rồi gái ơi, đồ đẹp quá trời luôn. Em cảm ơn chị Nga Thái rất là nhiều. Cảm ơn chị đẹp. Rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà ơi, mã số 31. Rất là đẹp luôn. 50 kg đổ lên, 62 kg đổ về. Lên giúp em mã số 31. Chốt giúp em bộ này mã số 32. 55 kg đổ lên, 65-66 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 32 cả nhà. 32. 55 kg đổ lên, 65-66 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 32. Chốt em bộ này mã số 32 ạ. À.
Lên giúp em bộ này là mã số 32 cả nhà, 32. Ba hai em chốt cho chị Viễn Thu. Ba hai em còn được bộ nữa các chị. Ba hai em còn được một bộ. Lên giúp em bộ này là mã số 33. Đẹp quá đẹp luôn. 33. 50 kg đổ lên, 63 kg đổ về. Chốt em bộ này là mã số 33. 33 em có 2 bộ. Chốt em mã số 33 cả nhà ơi, 33. Con gom cùng một cái họa tiết á, sắp để mấy cái họa tiết á cho nó cùng một cái để nó hơi buộc vô. Chốt em bộ này là mã số 33 đi cả nhà. Không chị, hàng dập ly nó không có dài tay đâu ạ. 33 em chốt cho chị Diệu Trang Phạm. Lên giúp em bộ này là mã số 33, 33 em còn bộ nữa các chị. 33. Bộ này em còn nè các chị, bộ này hồi nãy chị nào chốt chưa được thì chốt lại giúp em ha. Nãy em có 2 bộ á. Bộ mã số như em quên rồi. Bộ này em có 2 bộ nè. 3 bộ. Mã số 32 hả? 32. Không nè. Không không không. Bộ mã số 32 là bộ nào coi giùm gì cái coi. 32 em chốt cho chị An Trần một bộ. Hết rồi chị Nga Thái ơi. 33 em chốt cho chị Hoàng Cọp một bộ. Chị chốt sâu em hết rồi. Bộ đó bộ hồi nãy con dở ra nó là bộ mã số nhiêu vậy, bộ cargo đó. Bộ này là lên giúp em mã 16 nè cả nhà. Bộ này rất là đẹp. 55 kg đổ lên, 65 66 kg trở về giúp em. Lên giúp em bộ này là mã số 16 hả con? Mã số 16 này các chị, cái bộ caro này rất là đẹp nè. 55 kg đổ lên, 66, 65, 66 kg nha. Chị nào mà cao gọn người tí xíu 67 kg mặc được. Mã số 16 em chốt cho chị Diệu Trang Phạm một bộ. Chốt giúp em mã số 16 cả nhà ơi, 16. Con buộc xong con chất qua cái góc bên đó đi. Ngoéo lại. Con buộc vậy nó giục hết trơn à. Đây đây, chỉ cho. Một là lòn sợi dây này. Lòn lại. Biết chưa? Để xui vậy á, con ginh đồ lên cái nó tụt lút hết trơn không có còn. Đưa qua rồi kéo lại thôi, con không cần phải buộc hai ba nóc vậy. Lên giúp em bộ mình này là mã số 16 nha cả nhà, mã số 16. Cả nhà chốt giúp em ạ. À.
Chốt giúp em bộ này là mã số 17 cả nha. Đừng có đụng cái cây cái gì nha. Chốt em bộ này là mã số 17 cả nhà ơi. 50kg đến 63kg mặt dừa. Chốt em bộ này là mã số 17. 50kg đến 63kg trở lại mặt dừa. Chốt em bộ này là mã số 17. Ủa lộn. Không phải, mã số 34 nha cả nhà. Tự nhiên 16 xong lên 17. Bộ này mã số 34 giúp em. Lên giúp em bộ này là mã số 34 cả nhà. 50kg đổ lên, 63kg đổ về. Chốt em mã số 14. Rồi, lên giúp em bộ này mã số 15. 14 chứ không phải 17 á. Chị Nga Thái em lên lộn á. Mã số 34 á chị. 34 là cái bộ đó đó. 50kg đổ lên, 63kg đổ về. Lên giúp em bộ này mã số 35. 34 em chốt cho chị Nga Thái một bộ. Hàng này là mango dập ly chứ phải, không có co giãn nha các chị đẹp nha em nha. Nó chỉ giãn cái áo thôi. Bộ em đang mặc size cho các chị là 50kg đổ lên, 62-63kg đổ về. Lên giúp em mẫu này là mã số 35, 34 cho chị Nga Thái. Em đang mặc là mã số 35 cả nhà ơi, màu da rất là đẹp luôn. 50kg đổ lên, 62-63kg đổ về. Chốt em bộ này mã số 35. Chốt em bộ này mã số 36. Kg đổ lên, 65kg đổ về. Chốt em bộ này là mã số 36. Cả nhà ơi. 55kg đổ lên, 65kg đổ về. 35 em chốt cho chị Nga Thái luôn. Chốt em bộ này là mã số 36. 55kg đổ lên, 53kg đổ lên, 65kg đổ về. 36. Chốt em bộ này là mã số 37. 55kg đổ lên, 65, 66kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 37. Đổ lên, 65, 66kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 37 cả nhà, rất là đẹp luôn. 36 em chốt cho chị Minh Tuyết. Bộ đó là mã số bao nhiêu? 36 là bộ này, 35 là bộ kia. Chốt em bộ này là mã số 37 đi cả nhà, rất là đẹp luôn. 37, 55kg đổ lên, 65kg đổ về. 37 em chốt cho chị Nga Thái luôn. Ủa 37 cho chị Minh Tuyết. 37 cho chị Minh Tuyết, chị Nga Thái không có. Dạ dập ly chị ơi. Dập ly ạ. À. Chốt giúp em bộ này là mã số 38. Chị Nguyễn Thị Hên nhận được đơn hàng chưa chị? Hình như chị còn đơn đúng không? 37 em hết, chị Thu Kiều có con bộ một. Lên giúp em bộ này là mã số 38 nha cả nhà. 38, 50kg đổ lên, 60kg đổ về. 50kg đổ lên, 60kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 38. 38 phải đơn của chị không ta hay là đơn của ai em nhớ còn đơn. Em còn bộ này nè được không cả nhà? Bộ này mã số 21 nè. Chị Nga Thái. Chị Nga Thái có chịu bộ này không? Bộ lập thể này nè chị. Cũng 55kg đổ lên, 65, 66kg đổ về nè. Chị chịu bộ này em chốt nha. Hai, mã số 21. Em còn được bộ này. Lập thể rất là đẹp luôn. Vải mát.
Đơn hàng của chị để ý điện thoại giúp giùm em nha. Em nhờ giao lại á, là gọi hình như là hồi chiều em thấy nó lên lại trạng thái lại là gọi chị không có bắt máy nữa hay gì đó. Có đơn thì để ý điện thoại giúp giùm em để bưu tá giao hàng. Mỗi lần kêu đi phát lại khó lắm mấy chị, mất hết mấy ngày á. Nó phát lại lần hai xong mà mấy chị không nghe máy, nó kêu đi phát lần ba là coi như là nhiều khi không đi phát lại luôn, là tự động hệ thống nó hoàn về đó. Ok em chốt cho chị Nga Thái, bộ này mã số 21. Em có bộ này nữa nè, chị Nga Thái lấy bộ này nè chị. Bộ sọc này cũng đẹp nữa nè. Chị có thích bộ sọc không? Bộ này mã số mấy em quên rồi, nãy mã số 2, mã số 3 vậy. Chị lên giúp em mã sọc đi. Vải em đang cầm là vải mango dập ly nha chị. Mốt em hết rồi. Mã này lên giúp em mã sọc nè. Bộ này 55 kg đổ lên, cũng 65-66 kg đổ về luôn. Rất là đẹp. Bộ sọc da này mấy chị, đẹp lắm. Nãy mã số nhiêu em quên rồi. Bộ sọc em chốt cho chị Quỳnh Mỹ Hồng. Đơn hàng của chị Nguyễn Linh nè, gọi đâu có bắt máy đâu chị. Đơn của chị là thuê bao ngày 6 tháng 8, không nghe máy ngày 26 tháng 9, ngày 27 tháng 9, rồi ngày 17 tháng 10 cũng không nghe máy luôn. Cứ đổ thừa bên em không gọi. 50 kg đến 60 kg, lên giúp em bộ này là mã số 30 mấy quên mất tiêu rồi. Bộ vàng là mã số 37. Ai gì á mấy chị, như là 37. Bộ sọc em hết rồi cả nhà. Ủa, cái này là cái gì? Bộ bi nè mấy chị. Lên giúp em mã này là mã bi đi cả nhà. 55 kg đến 65-66 kg mặc dừa luôn. Lên giúp em bộ này là mã số 37. Ủa quên, mã bi lộn lộn. Xin lỗi, mã bi nha cả nhà. Mã bi 55 kg đến 65-66 kg trở lại mặc dừa, chốt em mã bi. Ngày 17, ngày 18 vậy nè. Nói chung là gọi không có bắt máy nè chị. Gọi đâu có bắt máy đâu. Em không biết nhiều khi mấy bạn nhà em bấm 18 mà nó nhảy qua 17, nó lộn cái số thôi, nhưng mà gọi chị không có bắt máy ha. 17, 18 giờ. Bữa nay là ngày 18. Thì đơn ngày hôm nay mấy bạn nhà em cũng gọi chốt đơn hết rồi đó. Nói tóm lại là ngày 17, 18 gì chị không có bắt máy đó. Đơn là tụi em đã gọi hết rồi, không có đơn nào mà không gọi hết đó. Chị mua ngày 17 chứ ngày hôm nay làm gì, chị có đơn chị Nguyễn Linh chị mua hàng mà chị không nhớ ngày luôn á. Chị mua ngày hôm qua nè. Rồi hôm qua bên em gọi chốt đơn luôn nè, chị mua buổi trưa. Đó cần em đọc lại cái giờ luôn không chế, mua buổi trưa 11 giờ mấy 12 giờ nè. Rồi chiều xuống mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn chị đâu có bắt máy đâu. 4 bộ. Bữa nay là ngày 18 rồi bà chế ơi, bữa nay bà chế không có đơn đâu ha. Hồi chưa chị, em nhớ là chị lên chị thắc mắc. Chị thắc mắc em đã trả lời chị gọi, giờ chị lên chị hỏi em nữa. Mã bi em chốt cho chị Viễn Thu. Đơn em xả rồi chị, gọi không được, em không có đi đơn. Em gọi cho chị mà chị còn không bắt máy, gọi biết xả 4 5 lần rồi nè. Lần sau chị mua là chị cọc cạc giúp em ha, rồi em mới chốt đơn cho chị, chứ chị không cọc là em không chốt nữa đâu. Xả quá chừng nhiều lần rồi. Rồi lúc mà bên em gọi cho chị vậy mà chị còn không nghe máy nữa, rồi lúc mà bưu tá gọi cho chị thì sao chị nghe? Bưu tá nó đâu có kiên trì mà nó gọi lại cho chị 4 5 cuộc gọi ngày này qua ngày kia đâu chứ.
Mua hàng có đơn thì vui lòng để ý điện thoại giúp giùm em. Nhưng mấy chị mua rồi cứ để cái điện thoại ở đâu đâu rồi cứ lên cứ nói em ha. Sao bên em không gọi chốt đơn? Ủa cái này với cái này lại con. Đồ này đẹp. Đơn của chị để to em tối em lên em coi rồi em xử lý đơn nha chị Nguyễn Thị Hên ơi. Đơn em đã xả rồi nha chị Nguyễn Linh ơi. Chị muốn mua thì chị cọc cạc lại giúp em đi rồi em chốt cho chị bộ khác, còn đơn đó em đã xả mất tiêu rồi. 55 kg cả nhà ơi, 55 kg đến 60 65 66 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 40 đi cả nhà. Chốt giúp em bộ này là mã số 40 à. Bộ này quá đẹp luôn nè mấy chị. Chốt em bộ này là mã số 40 nha các chị đẹp nhà em. Mã số 40. 55 kg là đến 65 66 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 40 rất là đẹp luôn mấy chị. 40 em chốt cho chị Ngô Tường Vân. Hồi chiều em ngủ xong em xuống em chốt cho mấy bạn, em gọi điện cho mấy bạn chốt đơn á. Ủa mấy đơn mà gọi không bắt máy đó mấy chị. Mấy đơn mà gọi không bắt máy mà hai bộ trở lên á em cũng ngồi em gọi lại hết cho mấy chị luôn á, nên là cũng mấy cũng có vài chị đâu có bắt máy đâu. Nha, tại mấy bạn gọi không kịp nên em ngồi em gọi tiếp mấy bạn. Mấy đơn mấy chị cũng không bắt máy cũng vô hai ba chị gì khách mới. Cái 2 3 ngày sau cái lên cái hỏi sao không gọi chốt đơn nữa nè. 55 kg đến 65 66 kg mặt dừa lên giúp em bộ này mã số 41. Hàng em bán cho mấy chị một bộ em vẫn gọi nha mấy chế ơi. Bán hàng mà. Một lần. Bán hàng mà một bán hàng bán được hàng mới có tiền chứ, nên là một bộ là vẫn gọi đơn mà. Nha, không có nào mà không gọi hết á, trừ khi gọi mấy chị không bắt máy thôi. Lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà, chốt em bộ này mã số 41 rất là đẹp luôn cả nhà ơi. 41 bộ chữ nè. 41 em chốt cho chị Lưu Xuân Lan. Em định để cái đơn hồi hồi chiều á là sợ bạn gọi không kịp, nhưng mà mấy bạn nhà em cố gắng gọi cho mấy chị luôn. Gọi tới năm mấy 6 giờ gì mới xong đó. Em sợ tại bữa nay có một bạn có việc nhà, bạn ốp, còn có một bạn chốt đơn à. Chị ơi bộ này nó đẹp nè cả nhà, mã số 41 em hết rồi chứ ơi, lên với em bộ này mã số 42 đi các chị. Mã số 42 đẹp quá chừng đẹp luôn nè. 55 kg đến 65 66 kg mặt dừa lên giúp em bộ này là mã số 42. Đơn này là sáng mai mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn, cái chị đẹp nhà em có đơn thì để ý điện thoại ha. 42 giúp em đi cả nhà ơi. Bộ này nó không có size nha chị Nguyễn Thị Hên nha, nó là hàng resize nha chị, một size một ha. Số ký thì mỗi một bộ em lên em đọc cho mấy chị hết rồi đó. Hàng này không có size. Nó resize. Lên giúp em mã số 42 rất là đẹp luôn, bộ sơn thủy cam. Cam đau nâu. Mã số 42. 55 kg đến 65 66 kg mặt dừa chốt em mã số 42. Quá đẹp. 42 em chốt cho chị Nga Thái một bộ. Em còn một bộ mã số 42 nữa cả nhà. Lên giúp em bộ này là mã số 43. 42 em chốt cho chị Trang Bảo. 42 em hết rồi chị Quỳnh Mỹ Hồng ơi. Em chốt cho chị Trang Bảo. Lên giúp em bộ này là mã số 43 cả nhà. 50 kg đổ lên, 63 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 43. Lên giúp em bộ này là mã số 43. Chốt em mã số 43 cả nhà ơi. Chốt em bộ này mã số 43. 50 kg đổ lên, 63 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 43 đẹp quá. Mặc bộ này là sẽ luôn luôn vui vẻ. Hết
Hết rồi chị Nguyễn Thị Hên ơi, bữa nay mưa thì mình đợi bữa khác mình mua đi chế. Để em nói chị nghe không có rõ, chị bình luận hoài á. Đơn hàng ở bên em gọi điện chốt đơn nha chị Trang Bảo ơi, chị có cho số điện thoại đi, địa chỉ đi chăng nữa thì bên em cũng gọi điện xác nhận đơn được em mới đi đơn nha. 43 em chốt cho chị Mỹ Nguyễn một bộ và chị Huỳnh Mỹ Hồng một bộ là em hết. Các chị khách mới đặt 4 5 bộ trở lên thì ngày mai chịu khó cọc cạc giúp em cái rồi đi đơn nha mấy chế ơi. Trời ơi cái bộ này nó đẹp. Bộ này chốt nhanh nha mấy chị ơi, bộ này đẹp lắm luôn á. Kiểu cũng đẹp mà họa tiết cũng sang nữa. Lên giúp em bộ này mã số 44. 55 kg đến 65 66 kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 44. Chốt em mã số 44. 55 kg đổ lên, 65 66 kg đổ về. Lên giúp em bộ này mã số 44, em có 2 bộ. 125.000 một bộ, phí ship 20.000 trên một đơn. Bộ 44 này đẹp lắm mấy chị. 55 kg đổ lên ha. 65 66 kg đổ về. 44 em chốt cho chị Xuyên Trần một bộ. Em chốt cho chị Trần Hồng một bộ. Là em hết mã số 44. Bốn em hết cả nhà ơi. 45 đi cả nhà. 45 em có 2 bộ. Mười nữa rồi. 45. 50 kg đổ lên, 63 kg đổ về. 50 kg đổ lên, 63 kg đổ về. Lên giúp em bộ này mã số 45. 45. Chốt em bộ này mã số 45 cả nhà ơi. Đẹp quá. Bộ này cũng rất là sang nè. 50 kg đổ lên, 63 kg đổ về. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 45, em có 2 bộ. 45 em có 2 bộ. Rồi, cả nhà lên giúp em bộ này là mã số 46. 55 kg đổ lên, 65 66 kg đổ về, mã số 46. Quá đẹp luôn. 45 em chốt cho chị Sáu Võ một bộ. Em chốt cho chị Xuyên Trần một bộ là em hết. 46 đi cả nhà, bộ này cũng đẹp không kém luôn nha. 46 em có 2 bộ. 60 54 55 kg đổ lên, 65 66 kg đổ về. 46 em chốt cho chị Ngô Tường Vân một bộ. 46 em chốt cho chị Phúc Thiên một bộ. 45. Lên giúp em bộ này mã số 47. 45 46 em hết rồi. Lên giúp em bộ này mã số 47. 55 kg đổ lên, 65 66 kg đổ về. Lên giúp em bộ này mã số 47. 46 45 em hết chứ ơi, lên giúp em mã số 47 đi. 47. 55 kg đổ lên, 65 66 kg đổ về. Đúng rồi, chị không được bộ nào hết nha chị Nguyễn Thị Hên nha. Lên giúp em mã số 47 rất là đẹp luôn nè các chị, 47. 55 kg đổ lên ha, 65 66 kg đổ về. Chốt em mã số 47. 47 em chốt cho chị Minh Tuyết một bộ, cho chị Trần Hồng một bộ. Con rút giúp giùm chị hai cái bộ vàng mã M5 nãy đó con. Ừ đúng rồi. Nghe tay con ở dưới. Ừ đúng rồi bộ đó đó. Không 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 không. Cái bộ trên. Ừ, hai bộ. 47 em hết cả nhà ơi, 47 em hết. Lên giúp em bộ này mã số 40, mã số 48 đi, là cái mã M5 hồi nãy đó. Nè mấy cái bộ này họa tiết nó đẹp lắm. Bộ này 53 kg đổ lên và 65 kg đổ về. 48. 48 là cái mã M5 đầu tiên nãy em lên đó, chị nào có mã M5 rồi thì cái chị đừng chốt.
Em giơ lên là những cái chị, à, những chị nào mà vào xa quá cái chị chốt đó. 53 kg đổ lên và 65 kg đổ về, tại bộ này họa tiết đẹp và sang lắm. Họa tiết nó là họa tiết tiên cảnh á mấy chị, giống như mấy cái bức tranh của mình vậy đó. Lên giúp em bộ này là mã số 48. 48 với mã số 5 đầu tiên hồi nãy đó, hồi nãy chị nào lên đầu tiên mà mã số 5 có rồi á thì đừng chốt lại nữa. Lên giúp em bộ này mã số 48 nha. Em có hai bộ. 52 53 kg đổ lên và 65 kg đổ về. 48 em chốt cho chị Mỹ Nguyễn một bộ. Mango dập ly nha chị Cẩm Thì Lê Thị nha. Chị bình luận sao nha chị Nguyễn Thị Hên ơi, mỗi một mẫu em có một bộ hai bộ hả chị. Chị bình luận sao rất là lâu nên là chị không có hàng nha, chị không có. Chốt giúp em bộ này nha cả nhà ơi, mã số 48 rất là đẹp luôn. Mango dập ly rất là đẹp cả nhà. Vải là bao đẹp luôn nha mấy chế ơi, xuất sắc luôn á. Lên giúp em mã số 48 nha cả nhà ơi, 48. Rồi 49. Cả nhà ơi, 55 kg đổ lên, 65 kg đổ về. Năm mươi lăm ký đổ lên, 65, 66 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 49. 49 cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. 49 à, 49. 55 kg đổ lên, 65, 66 kg đổ về. 49 em có 3 bộ cả nhà, rất là đẹp. 49. Hoa vàng với hoa riêu. Chốt em mã số 49. Cái đó khác mẫu coi. Chốt em bộ này mã số 50, em có hai bộ. 50 kg đổ lên, 65 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 50. 50 kg đổ lên, 65 kg đổ về cả nhà. Lên giúp em bộ này là mã số 50. Chốt em bộ này mã số 50 à. Quá đẹp luôn các chị ơi. 50 kg đổ lên, 65 kg đổ về. Chốt em bộ này là mã số 50. Đẹp chưa các chị? 50 em có hai bộ. Chốt em mã số 50. Bộ này lên giúp em mã số 51. 51. 50 kg đổ lên, 60 kg đổ về. 50 cho chị Thùy Trang một bộ, chị Phạm Hương một bộ là em hết mã số 50. Lên giúp em bộ này mã số 51 cả nhà. 50 kg đổ lên và 60 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 51. Họa tiết rất đẹp luôn. Chốt em mã số 51. Chị nhận được áo bà ba rồi. Vải mai đẹp, mai vừa ý lắm luôn. Em cảm ơn chị Kim Ánh Bình Dương rất là nhiều nha chị ơi. Em cảm ơn chị. Rồi lên giúp em bộ này mã số 51 cả nhà ơi. 50 kg đổ lên, 60 kg đổ về. 50 em hết chị Hoàng Cọp ơi. Chốt em bộ này là mã số 52. 51 em chốt cho chị Nguyễn Ngọc một bộ. 51 chị Nguyễn Thị Hên mặt không có dừa chị ơi. Chị Nguyễn Thị Hên ơi, trời ở ngoài chị đang mưa, chị không có nghe em đọc cái số ký, đọc cái gì hết thôi. Chị bỏ qua cái like này giùm em đi ha. Rồi vài bữa mình vô mình mua cái like khác.
51 em chốt cho chị Mỹ Nguyễn. Chị Nguyễn Ngọc là khách mới, lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giùm em đi chị. 50 em hết rồi cả nhà ơi. Lên giúp em bộ này là mã số 52. Chốt em bộ này mã số 52, 53 kg đổ lên, 65 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 52. Rất là đẹp luôn. 52, 50 kg đổ lên và 52, 53 kg đổ lên và 65 kg đổ về. Bộ này rất đẹp nha các chị. Giải đẹp lắm. Lên giúp em bộ này là mã số 52. Nguyễn Ngọc khách mới, lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giùm em. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 52. Rồi chốt em bộ này là mã số 53. Ôi đẹp quá mấy chị. 50 kg đổ lên, 62 kg đổ về. Lên giúp em mã số 53. 50 kg đổ lên và 62 kg đổ về. Lên giúp em mã số 53. 52 em chốt cho chị Phạm Hương một bộ. Chốt em bộ này mã số 53. Chị Vi Hân, đơn của chị Vi Hân hồi chiều gọi không có bắt máy. Chị không có nghe em đọc, vui lòng đừng có chốt. Chị Phạm Thị Hân ơi, chị Nguyễn Thị Hân gì nè. Đừng có chốt nữa chế. Chế bình luận sao không mà chế bình luận nhiều khi không có đúng á. Cái bộ đồ của em nhiều khi bộ đồ em đọc có 60 kg, chế vô chế chốt 65 kg không có. Chị Nguyễn Ngọc cân nặng chiều cao bao nhiêu vậy chị? À 52 kg, 1m6. 52 kg, 1m6 thì chị mặc nó sẽ thoải mái cái phông quần ha. Mã số 52. Đơn hàng của chị Vi Hân hồi chiều gọi quá trời gọi luôn không bắt máy. Cái cuộc cuối cùng gọi bắt máy á, thì em gu không có nói gì trơn. Cái gì mà sùm ở bên nhà, mấy con chị hay là ai cầm máy em cũng không biết nữa. Sùm hết trơn á chị, mà alo hoài không có nghe nói gì trơn. Không, 52 kg. Nguyễn Ngọc là bộ mã số gì hồi nãy đó, con coi lại đi. Chưa có số điện thoại. Nguyễn Ngọc là mã số 51. Đầu bộ vàng nè. Năm mươi hai là bộ con đang ship đúng không? 52 cho chị Nghĩa Hiếu. Lên giúp em bộ này mã số 53. Bộ em đang cầm mặc là mã số 53. Chốt giúp em mã số 53 các chị ơi, bộ em đang mặc là 50 kg đến 62 kg mặc vừa. Rất là đẹp luôn, hình trái tim nha các chị. Hình trái tim rất là đẹp luôn. Chị Vi Hân chốt lại giúp em đi chị, mai mốt có đơn nhớ để ý điện thoại giúp giùm em ha. Em gọi cho chị, mấy bạn nhà em gọi cho chị hồi lúc chiều rồi lúc tối em mới xuống em gọi thêm á, mà không gọi cũng không được luôn. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 40, 53 cả nhà ơi, chốt em mã số 53. 50 kg đổ lên và 62 kg đổ về. Mã số 53. Rồi chốt em bộ này là mã số 54. Chốt giúp em bộ này là mã số 54. 50 kg đổ lên và 63 kg đổ về. 50 kg đổ lên và 63 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 54.
mấy chị đưa con máy cho con nghe điện thoại đó mấy chị, 52 em hết rồi chị. Mấy chị đưa máy cho con chơi điện thoại thì chị dặn nó ha, có cuộc gọi nhỡ ha, có cái gì thì gọi thì đưa cho mẹ. Để nó cầm rồi xong rồi cứ chốt, cứ xả hoài á mấy chị. Lên giúp em bộ này là mã số 54 cả nhà ơi, 54 nha. Em lên cho mấy chị cọc này nữa rồi em ốp nha mấy chị ơi. Ốp này ốp sớm nha. Ôi bộ này đẹp quá. 54 cả nhà ơi, bộ em mặc là 54. Rồi bộ này cả nhà chốt em mã số 55, rất là đẹp luôn nè. 55. 50 kg đổ lên và 62 kg đổ về. Chốt em mã số 55. Đẹp chưa mấy chị? 55 giúp em ha. 50 kg đổ lên và 62 kg đổ về, chốt em mã số 55. Bộ này chốt em mã số 56. 55 kg, bộ này là 50 60 đến 65 kg. Bộ này là 60 đến 65 kg cả nha. Bộ này là 60 đến 65 66 kg mặc. Lên giúp em bộ này là mã số 56. 55 em chốt cho chị Vi Yến. 54 em chốt cho chị Sáu Võ. 54 là bộ gì đang mặc hả con? 54 em chốt cho chị Sáu Võ. 56 cả nhà ơi, 56 là 60 đến 65 66 kg mặc ạ. 56 em chốt cho chị Ngô Tường Vân. Em còn mấy bộ lập thể cho mấy chị nè, hồi nãy chị nào chưa chốt được thì chốt nha mấy chị ơi, bộ này đẹp. Lên giúp em bộ này mà mã số 57. Bộ lập thể màu rất là sang luôn nè. 50 kg đổ lên và 62 63 kg đổ về. 50 kg đổ lên và 62 63 kg đổ về, giúp em bộ lập thể đẹp xuất sắc. Chốt em mã số 57. 57 nha cả nhà, em có 3 bộ. Chốt em mã số 57. Chốt em bộ này mã số 58. 52 53 kg đổ lên, 65 66 kg đổ về, bộ bi này cũng đẹp nữa nè mấy chị. Lên giúp em bộ này ạ, bộ này mã số 58, quá đẹp luôn. 58, 58 em được 2 bộ. 57 em chốt cho chị Quỳnh à, cho chị Vi ổn anh cho chị. Ủa 57 mấy chị chốt nhiều như vậy. 57 em chốt cho chị Đặng Thị Bích Ly. Mấy bộ vậy con? 3 bộ hả? Cho chị Trần Hồng, cho chị Vi Yến. Chị Quỳnh Hạnh ơi em hết mã số 57 rồi. Lên giúp em bộ này mã số 58 đi cả nhà. 57 em có 3 bộ. 58 rất là đẹp luôn nè. 52 53 kg đổ lên và 65 66 kg đổ về, lên giúp em mã số 58. Bộ bi nâu rất đẹp. 58. Rồi chốt em bộ này là mã số 59. 55 kg đổ lên và 65 kg đổ về, chốt em bộ này là mã số 59. Đúng rồi, 54 là bộ em đang bận. Lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà. Chốt em bộ này mã số 59. 55 kg đổ lên và 65 kg đổ về, 59. Chốt em bộ này là mã số 60. Chốt em bộ này là mã số 60. 60 đến 65 kg mặc vừa. Chốt em mã số 60 cả nhà, đẹp quá. 60 đến 65 66 kg mặc vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 60. 59 cho chị Vi Yến. Chốt em bộ này là mã số 60 cả nhà. 59 là bộ này nè con. Chốt em bộ này là mã số 60 cả nhà, 60 đến 65 kg mặc vừa. 60 đến 65 kg mặc vừa, chốt em mã số 60. Bộ này chốt em mã số 61 cả nhà, lập thể rất là đẹp. 61.
Bộ này size cho cái chị đẹp nhà em là 52 53 kg đến 62 63 kg trở lại mặt dừa. Bộ này tầm khoảng 52 kg đến 62 63 kg, chốt em bộ này là mã số 61. Chốt giúp em mã số 61, rất là đẹp luôn, bộ lập thể. Sáu mốt em chốt cho chị Quỳnh Hạnh. Chốt em bộ này 62, 53 kg đến 65 kg mặt dừa. 62 cả nhà ơi, 53 kg đến 65 kg mặt dừa. Chốt em bộ này mã số 53, 63 lộn. Ủa 62, 61 rồi tới 62. 53 kg đến 65, 66 kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này mã số 62. Chốt em mã số 62 ạ. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 63. Năm mươi ba ký đến 65 kg mặt dừa luôn. Chốt em bộ này mã số 63. 63 nha các chị đẹp nhà em, 63. Chốt em bộ này là mã số 63. 53 kg đến 65 kg mặt dừa. 62 em chốt cho chị Phạm Ly. 62 là bộ nào con? 62 em chốt cho chị Lê Thị Thúy Quyên, Thúy Quanh. Sáu mươi ba em chốt cho chị Nguyễn Ngọc một bộ và chị Trần Hồng một bộ là em hết. Chốt em bộ này mã số 64. 53 kg đến 62 kg mặt dừa. 53 kg đến 62 kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này mã số 64. 53 kg đến 62 kg cả nhà ơi. Lên giúp em bộ này mã số 64. Chốt em bộ này mã số 64 nha. 65 nó cùng một họa tiết nhưng mà kiểu nó khác. Chốt em bộ này mã số 65. 55 kg đến 65, 66 kg mặt dừa. Nó cùng một họa tiết nhưng mà nó khác mẫu cả nha. 64 và 65, chị nào ưng mẫu nào thì mình chốt mẫu đó. 64 em chốt cho chị Vi Yến. Rồi em còn bộ 65. 65 là cho cái chị đẹp nhà em 55 kg đến 65, 66 kg mặt dừa. Chốt em bộ này mã số 65 cả nhà, rất là đẹp luôn ạ. 65 em chốt cho chị Ngô Tường Vân. 65 em hết chị Kim Sơn ơi. Em lựa mấy bộ đẹp đẹp em like cho mấy chị. Để lên đi con.
65 em hết rồi cả nhà. Lên với em bộ này mã số 66. 66 em có 2 bộ. 55kg đổ lên và 65, 66kg đổ về. 125.000 một bộ chị. Lên với em bộ này là mã số 66 các chị. 55kg đổ lên và 65, 66kg đổ về. Lên với em bộ này là mã số 66. 66 ạ. Đồng Tháp. Đồng Tháp quê em. Chốt em mã số 66 em có 2 bộ. Chốt em mã số 66. Mã số 66 nó đẹp lắm á. Rồi, chốt em bộ này mã số 67. Đẹp chưa cả nhà ơi? 53kg đến 65kg mặc dừa. Mango dập ly nha chị ơi. Lên giúp em bộ này là mã số 67. Mango dập ly không phải là thun nha. Lên giúp em bộ này mã số 67. 53kg đổ lên và 65kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 67. Sáu mươi sáu em chốt cho chị Hoàng Cọp. Chốt em bộ này là mã số 68. 53kg đổ lên và 65kg đổ về luôn. Lên giúp em bộ này mã số 68. 53kg đổ lên, 65kg đổ về. Chốt em mã số 68. Chốt em mã số 68. Bộ bi đỏ này em còn được 2 bộ nè. Nãy chị nào chốt bộ bi không được thì chốt lại giúp em bộ này, em còn được 2 bộ nè cả nhà. 53kg đổ lên và 65, 66kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 69. Chị Trần Anh khách mới, lên cân nặng chiều cao kèm với số điện thoại giùm em chị. Hàng này là hàng mango dập ly giúp em 125.000 một bộ. Phí ship là 20.000 trên một đơn hàng resize. Em đọc số ký cho mấy chị rồi đó. Lên giúp em bộ này là mã số 69. 68 em chốt cho chị Phạm Hương. 69 em chốt cho chị Kim Sơn. Lên giúp em bộ này. Ủa, bộ này là 69. Rồi bộ bi này là mã số 70 cả nhà. 70, 53kg đổ lên, 65, 66kg đổ về. 68 em hết cả nhà ơi. Bộ đó là mã số nhiêu? À, vậy là 69 là bộ của em đang cầm mấy chị. 69 là bộ bi này ha. 68 là bộ bi bi trắng đen là cho chị Phạm Hương. 69. Cái bill đó của ai vậy con? Rồi, chị Kim Sơn là mã số 69. 69 em còn được một bộ nữa cả nha. 69 em còn được một bộ. Chàng ơi, bộ này đẹp nè. Là số 70. Mình chết tim mấy chị ơi, chết tim màu da. 50kg đổ lên, 63kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 70. Chốt em bộ này là mã số 70 ha. 50kg đổ lên và 63kg đổ về. Lên giúp em mã số 70. Bộ này chốt em mã số 71. 71 là bộ bi trắng. 50kg đổ lên và 60kg đổ về. 50kg đổ lên và 60kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 71. 71 giúp em. Ây da. Đẹp quá. Một bộ 125.000 chị. Phí ship 20.000 trên đơn. Ôi ôi nó đẹp mấy chị ơi. 50kg đổ lên, 62kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 72. Chốt em bộ này là mã số 72 cả nhà. 50kg đổ lên và 62kg đổ về. Lên giúp em bộ này mã số 72. 71 em chốt cho chị Liễu Liễu. 71 là bộ đó. 71 cho chị Liễu Liễu, 72 cho chị Vi Yến một bộ. 72 em còn bộ nữa các chị.
72 em còn bộ nữa. Chốt em mã số 72, đẹp quá đẹp luôn. Dạ. Ok chị Vân Lê, rồi lên giúp em bộ này cả nhà, 55 kg đến 65-66 kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 73 cả nhà ơi, bộ beo đẹp quá. Chốt em mã số 73 ha, 55 kg đổ lên và 65-66 kg đổ về. Chốt em mã số 73. 55 kg đổ lên và 65-66 kg đổ về. Chốt em mã số 73. Beo này beo nhuyễn hơn, là mã số 74. 74 luôn cả nhà ơi, 55 kg đổ lên và 65-66 kg đổ về luôn. 73 em chốt cho chị Trần Hồng. Hôm nay em không có bán bà, hôm nay không có like bà ba cả nhà ơi. Tối nay em chỉ like dập ly cho cái chị cái mẫu này nữa là em ốp á, bà ba em hẹn cái chị ngày hôm khác nha. Lên giúp em bộ này là mã số 74, bộ beo nhuyễn hơn nè mấy chị. 50 53 54 kg đổ lên hay hoặc 55 kg đổ lên giúp em, 65-66 kg đổ về. Chốt em mã số 74, 73 em hết rồi. Qua 74 đi chị. Tím hết ạ. À. Lên giúp em mã số 74 ạ. À. 125 ngàn một bộ. Phí ship 20 ngàn trên đơn giúp em. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 75. 75 ha các chị, 75. 50 kg đổ lên và 62 kg đổ về. Này 60 kg thôi mấy chị. 50 kg đổ lên và 60 kg đổ về. Chốt giúp giùm em bộ này là mã số 75. Cả nhà 75. 50 kg đổ lên và 65 kg đổ về. Ủa quên, 60 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 75. Chốt giúp em bộ này là mã số 76. Năm mươi hai ký đổ lên và 62 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 76. 52 kg đổ lên và 62 kg đổ về là mã số 76. Lên giúp em mã số 76. 76 em chốt chị Trần Anh nãy giờ không? Chị Trần Anh là có số điện thoại chứ, cân nặng chiều cao của mình là bao nhiêu vậy chị ơi? Chị Trần Anh ơi, em bấm cho chị mã số 73 là em bấm em lấy số điện thoại nha, còn mã số 73 là chị không có nha chị. Chị được một bộ mã số 76 thôi nha. Vậy em bấm để em lấy số điện thoại thôi. Nên là 73 chị không không có. 75 em chốt cho chị Nguyễn Thị Phượng. Chị Nguyễn Thị Phượng là vô danh sách cọc cạc nữa nè. Đơn hàng của chế thì sao vậy chế? 1m68 là mặt bị ngắn cái quần nha chị. Chị chịu không chịu thì em chốt. Cái áo thì mặc chắc không sao, cái áo này form cũng dài nhưng mà cái quần là mặt ngắn. Được không được thì em chốt nha. Đơn hàng của chị em không biết lý do ABC gì mà ở trong đây là vô danh sách sách cọc cạc rồi chị Phượng. Nên là chị mua thì chị cọc cạc giùm em rồi em chốt lại ha. Chắc xả nhiều lần hay là sao em không biết. Rồi 76 em chốt cho chị Trân Anh. Chị Kim Sơn lấy qua bộ mã số 77 này được không chị? 77 nó giống nhưng mà cái kiểu nó khác, cái kiểu nó vậy nè. 65 kg trở lại mặt dừa. Em chào chị Nga Hồ. Rồi ok chị Trân Anh ha. 77 đi chị Kim Sơn ơi, được không? Được em chốt cho chị bộ này, mã số 77 nè. Bà ba hôm nay em không có like cả nhà ơi, tối nay em like dập ly không à. Mã số 77 nha cả nhà. Lên giúp em bộ này mã số 78.
78, 53 kg đổ lên, 65-66 kg trở lại mặt giường. Lên giúp em mã số 78, 77 cho chị Kim Sơn. Bộ này nè con, 77 em chốt cho chị Kim Sơn. Vừa nha chị Trần Anh ơi. 65 kg mét 55 là chị mặc mấy bộ này là vừa đẹp luôn đó. Bộ nào mà em đọc 65-66 kg trở lại là chị mặc vừa đẹp nha. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà ơi. 54, 55 kg đổ lên và 65-66 kg đổ về. Lên giúp em bộ này. Chốt em bộ này là mã số 78. 75 kg bộ dập ly này em không có nha chị Đào Yến ơi. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha các chị. Bộ này em có size 65-66 kg trở lại thôi. 78 em chốt cho chị bé 8 một bộ. Rồi em còn một bộ mã số 70, 78 nữa cả nhà. 125.000 bộ mango dập ly rất là đẹp. 78 em chốt cho chị Trần Anh. 78 em hết chị Liễu Phạm ơi. Lên giúp em bộ này mã số 79 đi cả nhà. Bộ này nãy em có lên hai bộ rồi. Còn sót hai bộ bi. Chú em mã số 79 cả nhà ơi. 79. 53 kg đổ lên và 65 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 79. Chú em mã số 79 nha. Năm mươi lăm ký đổ lên và 65-66 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 79, rất là đẹp luôn. 79 em có hai bộ. Rồi chốt em bộ này là mã số 80. 78 em hết. Chị Phượng ơi, khi nào chị Phượng cọc kè, chịu cọc kẹt cho em thì em chốt nha. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã số 80 cả nhà. 80 là bộ ngựa vằn rất đẹp luôn. 53 kg đến 65-66 kg trở lại mặc dù. Lên giúp em bộ này là mã số 80. Chốt em bộ này mã số 80. Bảy chín em chốt cho chị Đào Yến. 78 là bộ này hả con? Bộ nào vậy? 78 là bộ nào? 78 là em hết rồi nha chị Nguyễn Thị Phượng ơi. 79 em chốt cho chị Đào Yến nè. 80 em chốt cho chị Trần Anh. 80 em còn được một bộ nữa cả nhà. 80 là bộ ngựa vàng, 125.000 một bộ. Phí ship là 20.000 trên một đơn. Lên giúp em bộ này là mã số 81 các chị. 81, 50 kg đến 60 kg mặc dừa. Chốt em bộ này mã số 81. 81, 50 kg đến 60 kg mặc dừa. Chốt em mã số 81. Chốt giúp em bộ này mã số 81 cả nhà ơi. 50 kg đến 60 kg mặc dừa. Chốt em mã số 81. Con buộc cái này lại luôn. 81 em chốt cho chị bé 8 một bộ. 82. Lên giúp em bộ này mã số 82 cả nhà. Mã số 82. 55 56 kg đến 65 66 kg mặc dừa. Lên giúp em bộ này mã số 82. Ừ, buộc vô luôn. Chốt em bộ này là mã số 82 cả nhà. Con xí cái bộ kia rồi con bỏ vô một. Chốt giúp em bộ này mã số 82 ha. 54 55 kg đến 65 66 kg mặc dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 82. Đẹp quá đẹp luôn mã số 82 này mấy chị. Con buộc cái bộ đó sao? Ủa quên, con xiết cái bộ đó xong đi rồi con buộc vô. Nói chung một mẫu đó, thấy không? Ủa? À 81 là chốt rồi. À, rồi okay.
Lên giúp em bộ này là mã số 82 nha cả nhà. 53 54 kg nha, đến 65 66 kg lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 82. Chốt em bộ này mã số 82 rất là đẹp luôn. 82. Chốt em bộ này là mã số 83. 125.000 một bộ chị. Lên giúp em bộ này là mã số 83 cả nhà. 53 54 kg đến 65 66 kg đổ về giúp em. Lên giúp em bộ này là mã số 84, 83 chứ lộn. 82 83, lên giúp em bộ này là mã số 83. Chốt em bộ này mã số 83 cả nhà. 53 54 kg đổ lên và 65 66 kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 83. Chốt giúp em bộ này là mã số 84. Tám mươi ba em chốt cho chị bé 8 một bộ. Tám mươi ba cho chị Trần Hồng một bộ. Em còn một bộ mã số 83 nữa các chị. 84 cả nhà ơi. 84, 50 kg đến 62 kg mặt dừa. 50 kg đến 62 kg mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã số 84. Chốt giúp em mã số 84. Rồi. Em tạm ốp ở đây nha cả nhà ơi. Cho gì cái bộ đó đi con, cái bộ vàng ở trên. Không, bông nho nhỏ đó. Ừ, bộ đó đó. Rồi, bộ này là mã số 85 cả nhà. Mã số 85 là mã số cuối cùng. Em kết thúc cái like ở đây luôn nha các chị ơi. Bộ này cho các chị đẹp nhà em là tầm khoảng 50 kg đến 62 kg mặt dừa luôn. Lên giúp em bộ này là mã số 85. Rất là đẹp. 50 kg đến 62 kg mặt dừa. Chốt em bộ này là mã số 85. 85 em kết thúc cái like ở đây luôn nha các chị. Chốt em mã số 85. Tám mươi ba em đang mặc cho chị Lê Phượng luôn là em hết. Chị cao 1m65 là chị mặc cái quần nó sẽ trên mắt cá nha chị Lê Phượng, trên mắt cá tí xíu nha chị. Rồi em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha các chị ơi. Hẹn gặp lại các chị vào buổi live trưa mai ha. Trưa mai các chị vào, các chị muốn mua đồ kiểu đồ bà ba gì đó thì các chị đẹp nhà em vào trưa mai giúp em nha. Em hẹn các chị trưa mai em live tiếp. Đơn này sáng mai mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn. À, các chị có muốn dồn đơn buổi trưa hay gì đó thì nhớ nhắc mấy bạn nhà em á, là dồn lại cho mấy chị nha. Nhớ nhắc mấy bạn nhà em á, là dồn đơn, nói là chị mua thêm cái like buổi trưa là chiều hả đi đơn để mấy bạn nhà em chiều đơn lại cho mấy chị. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Chúc cả nhà mình ngủ ngon.